Mô Phật. Chào Thi Lâm. Thi Lâm đang ở Canada. Hôm nay Chủ nhật có mạnh khỏe không? Thi Lâm mời Thi Lâm, tại bây giờ chưa có ai hết đó, mời Thi Lâm cầm mic nói vài lời về tình hình ở Canada một chút coi. Hả? Mời cầm mic nha, được không? Tại vì lớp học tới 12 giờ rưỡi họ mới vô là lớp mở hơi sớm. Thì làm không có trước mấy ha.
Rồi, mô Phật, chào đạo tràng, chào ca binh. Bây giờ là 12:28, còn 2 phút nữa. 2 phút nữa suy nghĩ, mời ca binh tụng kinh lễ bái Ba Ngôi Tam Bảo tóm tắt đi ha. Rồi tới giờ mấy cổ vô là vừa. Rồi mời nha. Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ con kính lên lại sư thanh tâm, con kính chào đạo tràng. Dạ con xin đọc lễ bái Tam Bảo tóm tắt. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Ittipiso bhagava arahaṃ sammasambuddho viccacarana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhammasarati satta deva manusanaṃ buddho bhagavati. Vakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pachatang vetitapo hinyuhiti. Supatipanno bhagavato savakasango Ucupatipanno bhagavato savakasangho Nyayapatipanno bhagavato savakasangho Samicipatipanno bhagavato savakasangho Yatitam chattaripapurisayukani Atta purisa pugada esapagavato savakasamko apunayo pahunayo dakinayo panchalikari nayo anuttarang punyang ketang lokasati. Dạ, bây giờ 12:31, dạ con xin xuống mấy cả. Mời Nguyên Trang vật Nguyên Như lên nha. Dạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ bạch sư, hôm nay mình không có học, mình chỉ vô mình thảo luận với nhau về đề tài 32 thể trược, mà chúng con cũng muốn xin giới với chư tăng. Sư có thể thay mặt chư tăng để truyền giới cho tụi con. Từ hôm nay tụi con cũng muốn xin giới. Dạ Nguyên Như xin mời anh Mỹ. Trong thời gian đó thì anh Chánh Tâm có thể coi bài là một chút xíu nữa. Thành ra mà cả nhà cũng chưa thấy vô hết, thành ra xin anh Mỹ Văn Hỷ có thể mà thay mặt đạo tràng xin giới với chư tăng. Dạ con xin xuống mít tạp. Dạ sa đu. Dạ kính tri ân Nguyên Như cho cơ hội làm việc thêm này. Dạ kính thưa sư Thanh Tâm. Dạ sư còn ấm mít công sư. Dạ cho con biết tín hiệu để Phật tử chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới ạ. À. Ôi dạ.
Dạ, con xin kính mời quý Phật tử cùng con thọ trì tam quy và ngũ giới ạ. Okhasa mayang pante vi sum rakkhana thaya tisarane nasah pancha sila niyacama tutiyampi mayang pante vi sum rakkhana thaya tisarane nasah pancha sila niyacama tatiyampi mayang pante vi sum rakkhana thaya tisarane nasah pancha sila niyacama. Dạ kính thưa sư thanh tâm, dạ chúng con đạo tràng chúng con thân tâm thanh tịnh, dạ xin sư cha truyền tam quy và ngũ giới cho chúng con ạ. Dạ tạ ơn sư. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Duti cham bi buddhang saranang gacchami. Duti cham bi dhammang saranang gacchami. Duti cham bi sanghang saranang gacchami. Tati cham bi buddhang saranang gacchami. Tati cham bi dhammang saranang gacchami. Tati cham bi sanghang saranang gacchami. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Tutiyampi buddhang saranang gacchami. Tutiyampi dhammang saranang gacchami. Tutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Ti sarana gahanang paripunnang Panati pata veramane sikha padang samadhiyami. Parinadana veramane sikha padang samadhiyami. Kama sumicchachara veramane sikha padang samadhiyami. Musavada veramane sikha padang samadhiyami. Surame raja macappamadathana veramane sikha padang samadhiyami. Panati pata veramane sikha padang samadhiyami. Adinnadana veramane sikha padang samadhiyami. Kame sumicchachara veramane sikha padang samadhiyami. Musavada veramane sikha padang samadhiyami. Surame raya macchappa madathana veramane sikha padang samadhiyami.
Imani pañca sikkhapada ni sadukkhaṃ kattvā appamādena nicchakālaṃ sammārakhi tappaṃ. Silena sugatin janti silena bhoga sampada silena niputin janti tasma silang viso thaya. Rồi mời quý vị sám hối Phật pháp căn. Sadhu 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 lành thay. Dạ đạo tràng chúng con và con xin tri ân sư đã truyền tam quy và ngũ giới cho chúng con. Dạ kính mời đạo tràng cùng con xin sám hối Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo ạ. Uttamange na vande hang padapam suvarutamang puteyo kalito doso puto kamatutang mamang. Uttamange na vande hang dhamman chaduvidhang varang dhammeyo kalito doso dhammo kamatutang mamang. Uttamange na vandehang sangan chaduvidho tamang sangeyo kalito doso sangko kamatutang mamang. Sao 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 con xin xuống mic kính mời chị Nguyên Như hoặc là chị Nguyên Trang. Nắc mô bức thà giá, nắc mô thầm mà giá, nắc mô sang khai giá. Dạ Nguyên Như sao là con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Dạ con xin kính chào thầy Kinh. Dạ Nguyên Như con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ kính thưa quý vị, hôm nay Nguyên Như có một tổ chức một cái cuộc hội thảo về cái vấn đề là quán 32 thể trược. Thì như quý vị đã biết, cái nhóm Nguyên Như kỳ viên của mình là mình theo sư phụ Kim Triệu, mình học về cái vấn đề là hành thiền về tứ niệm xứ, về niệm tâm. Thành ra hồi xưa giờ mình cũng có thể nói là một chút xíu hơi rành rọt một chút về cái quán tâm, về quán hơi thở, hoặc là có thể nói sâu hơn là về vấn đề phòng xẹp. Nhưng mà mình rất là xa lạ với cái vấn đề quán 32 thể trược. Thành ra khi mà hôm qua lớp chúng ta đi qua bên cái room Phật giáo Nam Truyền và nghe được Ngài Lữ Tông, Ngài giải thích sơ qua về cái vấn đề 32 thể trược, thì cả lớp chúng ta rất là thích học về cái môn này. Tự vì nó sẽ tập cho mình một cái định lực rất là nhanh, rất là sâu, giống như là Ngài đã chỉ dạy. Thành ra sau khi mà học sinh nghe Ngài dạy đó, thì cái nhóm của mình là người nào cũng thắc mắc và người nào có cũng một cái lòng mong mỏi và khát pháp. Thành ra nhờ cái nhân duyên đó mà Nguyên Như có liên lạc được với anh Chánh Tâm và hỏi anh là hồi đó anh qua bên Miến Điện anh có học được cái môn này chưa? Thì anh nói là anh học rồi và anh có ý là nhã ý là muốn chỉ cho chúng ta, giống như là chia sẻ những cái mà anh học được cho chúng ta biết. Rồi có Nguyên Như cũng có mời thầy Kinh và sư Thanh Tâm là những cái vị mà kỳ cựu trong cái pháp hành để mà có thể chia sẻ thêm cho chúng ta. Thành ra nếu mà mình cứ tìm hiểu lẻ tẻ với nhau đó, Nguyên Như nghĩ là nếu mà mình có cái cuộc hội thảo giống bây giờ, rồi mình lên nói những cái gì mà mình hiểu, mình chia sẻ, và các bạn có thể đặt câu hỏi trực tiếp với thầy, với sư và với anh Chánh Tâm, thì Nguyên Như nghĩ là rất là có lợi lạc. Mà cả nhóm mình nó đều là muốn thiền về cái này. Thành ra cái pháp dục của chúng ta rất là mạnh ngày hôm nay. Thành ra Nguyên Như nghĩ là sẽ gặt hái được cũng nhiều lợi lạc trong cái thời pháp ngày hôm nay. Và bây giờ Nguyên Như xin kính mời anh Chánh Tâm. Anh có thể đăng đàn để mà cho chia sẻ pháp cho tụi em. Dạ xin mời anh ạ.
Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh của Nguyên Như không ạ? Sao Nguyên Như không nghe được gì hết? Nguyên Trang có nghe được. Dạ, anh Chánh Tâm ơi, chắc có thể cái mic anh bị kẹt rồi đó. À, Nguyên Như xin nhường mic lại cho anh để anh thử lại nha anh Chánh Tâm. Dạ, xin mời anh ạ. Dạ, nãy định con xin kính đánh lễ ba ngôi Tam Bảo. Con xin kính đánh lễ Sư Thanh Tâm. Và con kính chào Thầy Kinh và con xin kính chào các bạn trong lớp. Thật ra, trước hết con muốn nói là con xin sám hối. Con chỉ là chia sẻ thôi chứ con cũng không có biết. Những gì con học được thì con biết. Nếu mà con có gì chia sẻ sai thì xin Sư Thanh Tâm và Thầy Kinh hướng dẫn chỉ là cho con. Chứ thật ra những gì con học thì con có lúc con nhớ, có lúc con quên, thì những gì con nhớ con nói, những gì không có nhớ thì con không nói được. Và những gì con lấy từ trong sách của bên Ngài Bác Ốc thì con nói, hay là những gì đó, thật ra mình chỉ chia sẻ thôi. Con biết trong đây là tất cả các bạn học là những vị đệ tử của những vị thiền sư giỏi bên Mỹ lắm rồi. Con thì chỉ có học được một hai vị ở bên Miến thôi. Vì con thì thích hiếu học về thiền với Phật Pháp, nhưng mà khi con biết bước lên vô trong biết được các bạn đạo ở trong bên Mỹ và học được, và con rất là hâm mộ. Con học thật ra các bạn như là anh Lý là thiền cũng rất là giỏi, như là Nguyên Như hay là nhiều bạn khác thiền giỏi, chứ thật ra con cũng là chỉ nên học lại mấy các bạn thôi. Nên lý do con chỉ chia sẻ là tự vì con học được về cái phần đó thì con chỉ chia sẻ, chứ thật ra có cái gì sai sót đó, xin các sư và thầy và các bạn hướng dẫn chỉ cho con để con học hỏi thêm. Tại vì học được thêm nhiều thì biết kiến thức nhiều, chứ con không có dám giọng ngữ đâu. Con xin phép trước hết lý do con hết là con xin nói về đề tài 32 thể trược. Tự vì nếu mà các bạn muốn tu về 32 thể trược đó, các bạn thứ nhất á, là phải giữ giới trong sạch trước hết. Là cái đó là cái đầu tiên các bạn phải giữ giới trong sạch. Nếu các bạn không có giữ giới trong sạch đó, thì khó mà để đạt được cái định trở về trước nhất. Nếu mà muốn về 32 thể trược thì các bạn phải giữ giới. Và cái bước thứ hai, giới là năm giới đó, là năm giới là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu hay những chất kích say. Đó là năm giới, quy định phải có năm giới, phải giữ giới trong sạch. Nói trong sạch nhưng mà mình giữ nói thật ra thì mình cũng cố gắng mình giữ giới tốt thì nó thoải hơn. Thì đó là cái năm giới đầu tiên, đó là căn bản mình phải giữ giới, đó là vậy đó. Và thứ hai, trước khi vào 32 thể trược thì 32 thể trược thì nói là cái đó là tu về định chứ không phải tu về quán trước nha. Để mình nói quán sao từ cái đó qua quán nha, nhưng mà đây mình đi từ cái đầu tiên. Thì trước khi vào 32 thể trược thì bạn phải hiểu, bạn phải tu tập cái biết về cái đề mục. Thứ nhất là bạn phải biết lắng động cái tâm của bạn, cho cái tâm của bạn nó không cứ chạy nhảy lăng xăng. Cái tâm bạn phải nó định xuống, nó thư giãn, và nó là thứ nhất là bạn phải nói sao đây, bạn phải biết định, biết hơi thở. Ok, bạn phải biết hơi thở của bạn. Tại vì nếu mà bạn không gõ hơi thở của bạn vô vào á, thì bạn tu 32 thể trược rất là khó. Bạn phải biết hơi thở của bạn, giống như hôm qua thầy Kinh nói là hơi thở vào, hơi thở ra như thế nào. Thì thầy nói xong ta mình nghĩ hơi quá xa, thật ra thầy nói rất là đúng, là khi mà hơi thở nó chạm vào cái đầu mũi là nó vô, và khi chạm vào ra mình hiểu biết đó. Thật ra đó là cũng như có thể gọi là sát na định, nhưng mà mình nhiều lúc đó, mình không có bắt được. Bởi vì mình bắt một tí xíu cái mình đi mình phóng tâm, cái mình
nhiều lúc đó mình cũng chả biết, mình bắt mình chỉ ngồi đó thôi, mình ngồi mình tưởng, mình ngồi cái mình thấy có gì yên lặng, yên lặng. Thật ra đó, cái hơi thở đó khó bắt lắm nha, không phải dễ đâu nha. Tại vì mình có qua bên Miến đó, mình có chỉnh pháp với mấy vị thiền sư, thì không phải riêng mình đâu, mấy chư tăng bên đó, không phải là mình nói đâu, nhiều vị chư tăng đó họ gần cả năm ở đó đó mà họ còn không có bắt được hơi thở đó, tại vì rất là khó. Giống như là thầy nói á, hay là trong kinh nói á, là người tam nhân thì mới có đắc thiện, mới tu thiền được. Nếu mà người nhị nhân á, thì mình chỉ mong, mình nguyện cầu hay mình sám hối như thế nào đó để mình cố gắng tu tập thì có thể chuyển hóa được, trong đó mình mới bắt được hơi thở. Tại vì cái người tam nhân mới đắc được thiền thôi, chứ người nhị nhân á, là khó đắc được thiền. Bởi vậy ít, rất là hiếm để hiểu tại sao các bạn nhiều lúc các bạn nói là các bạn không bắt được hơi thở. Mà mình xin góp ý kiến nhé, là tự gì á, hơi thở là một cái điều rất là quan trọng. Tại vì nếu mà các bạn mà bắt được hơi thở biết rõ ràng và cái tâm mà dính chặt vào đề mục á, thì các bạn nó sẽ không có phóng tâm, và các bạn càng ngồi càng lâu càng không thấy đau. Tại vì khi mà các bạn được bắt được hơi thở, tâm định vào hơi thở, thì cái tâm chỉ trong đó thôi, còn không có nghĩ ngoài cái thân nữa, nó rất là an lạc. Và khi bạn có cái an lạc, cái tâm định tĩnh á, thì bạn nhìn vào bên trong á, bạn thấy rõ những cái thực tính ở trong cái mình là như thế. Bởi vậy á, nếu mà các bạn không bắt được hơi thở đó, nếu mà nói về 32 thể trường rất là khó. Bởi vậy nếu trước khi mà về 32 thể trường thì các bạn cố gắng tập về định tâm hơi thở cho rõ. Thì đó là một cái bước rất tốt. Nhưng mà cái thứ ba nữa, thường thường bên bác ốc dạy trước khi mình đi về 32 thể trường đó, thì các bạn phải hiểu thế nào là cái four element, là cái tứ đại của mình. Dạ, các bạn phải hiểu về bốn cái element là đất, nước, gió, lửa. Là cái đặc tính của nó là sao? Giống như đất á, là nó là cứng mềm, lửa là sao? Là nóng và lạnh. Gió là sao? Gió là sự di chuyển trong thân. Và nước là sao? Là bạn cảm nhận được cái sự kết tụ, quết dính lại. Bạn hiểu về, anh Lý bạn phải hiểu về cái khái niệm đó trong cái thực tính của tứ đại của mình ở trong đó. Ok, sau khi đó bắt đầu bạn đi tới về 32 thể trường. Thì nãy Nguyên Như có gửi cho mình đó, là 32 thể trường đó, thì rất là những gì mình học đó là nó rất là là rất là có đầy đủ trong đó. Để mình đợi mình tí nha. Là trước khi vô 32 thể trược đó, thì cái bài Nguyên Như gửi cho mình á, thì mình cũng học từ cùng bên Ba Ốc, thì nó cũng giống như vậy thôi, cũng không có gì khác. Nhưng mà thì khi mà các bạn được khái niệm về được cái sự hơi thở và khái niệm về cái tứ đại rồi đó, thì các bạn hiểu cái nghĩa cái thân của mình á, là nó có 32 thể trược. Thì thứ nhất á, là để mình đi theo từ từ cái Nguyên Như gửi ha, cái 32 thể trược thì nói là cái thân, cái đề mục của nó, thì đó là đề mục thiền định thôi, là cái trong cái đó. Và cái thế á, thì 32 thể trược thì nó tất cả là nó có 20 phần về chất cứng, là tóc, lông, móng, gân da, thịt, gân xương, tỷ thận, tim, gan, quỳnh cách môn, lá lách, phổi, ruột già, ruột non, bao tử, phân ốc, mật, đàm. Và cái đó là 20 chất, đó là về cái đó là địa đại. Còn 12 loại thể nước đó là mật, đàm, mũ, máu, mồ hôi, nước mỡ, mật đàm, mũ, máu, mồ hôi, nước mỡ, nước mắt, nước nhớt, nước mũi, nước miếng, nước cốc xương, nước tiểu. Đó là chất nước thủy đại. Và Nguyên Trang, cái đó là mình thì sư có dạy cho mình học Bali. Hồi đó mình có học, sư có dạy cho nó mình học Bali về thì dạ đúng á, mấy cái đó hết á. Dạ, nhưng mà tại vì tùy theo mỗi người, nếu mà người nào thích học
về Bali á, thì niệm về cái đó cũng được. Còn mình thì không có giỏi Bali thì mình cứ, tại vì đối với tiếng Việt mình chưa, hồi đó mình chưa có học về vi diệu pháp hay là gì đó, nên mình học về tiếng Việt thôi. Nhưng mà nếu mà mình niệm cái tâm á, thì cũng ok, tùy theo mỗi người. Người thích học Bali thì, nhưng mà cái quan trọng đó là mình phải mình học thuộc lòng, nhưng mà mình học đừng có học mỗi lần, học mỗi nhóm thôi. Đó là học mỗi nhóm thôi. À, như vậy ha, rồi xong cái mình kéo lên ha, kéo lên xuống coi cái phương pháp thực hành ha. Thì giống như trong cái phương pháp thực hành đề mục á, thì kéo xuống Nguyên Như có gửi bài á, là tinh thông, thì đó là trong cái bảy điều đó, đó là tinh thông đó. Thì những gì mình nói là mình cũng nói trong, mình chỉ học là trong những cái bên bà Ốc dạy mình, thì cũng những gì thầy sư dạy thầy thì mình học vậy thôi, trong sách thôi, chứ mình không có nói ngoài những gì mình mình chỉ nói trong cái mình của Nguyên Như gửi trong kinh hay là những thầy dạy mình trên đó, chứ không có ngoài gì ý của mình hết. Mình chỉ nói những gì trong đó thôi, mình không có biết, mình chỉ học thôi. Xin mình chỉ chia sẻ những gì mình có học, mong nếu có gì sai xin các bạn giúp cho mình, sửa cho mình ha. Giống như trong cái thì nó cũng có cái after mình hiểu về cái, mình hiểu về cái 32 thể triệu, và mình biết 20 cái chất đầu á là về 20 cái đầu á là về địa đại, và 12 cái là tỷ đại, thì mình nên học thuộc. Nhưng mà để từ từ, cái đó là mình nói, để mình nói từ từ thì mình nên hiểu. Và cái đó á, thì cái tinh thông thì mình đi xuống từ từ, thì tinh thông trong việc học á là giống như Nguyên Như cái gửi á, là đúng, là nói đúng thiệt á, là cũng như mình biết suy xét bằng lời, suy xét bằng tâm. Màu sắc, màu sắc là giống như là sao, là giống như chỉ như là cái tim mình là màu đỏ hay sao, là đàm là màu gì, và mũ là màu gì. Mình phải hiểu những cái thành phần đó ở đâu, mình phải biết, mình phải biết 32 thể trược đó, mình phải hiểu. Giống như nếu mà Nguyên Như học làm dược sĩ thì về sinh vật học thì có thể dễ nhận hết trong cái phần những gì mà học về sinh vật học á, thì họ nhìn vô trong cơ thể mình, họ có thể tưởng ra được là cái đó nằm ở đâu, họ biết. Còn những người mà không có học về sinh vật học á, thì rất là khó imagine cái gì. Tự nhiên là nói cái mặt đàm mũ máu nó nằm ở đâu, mồ hôi hay xương, tóc lông móng bao tử phân ốc nó nằm cái vị trí nào, hay là quanh cách muôn nó nằm chỗ nào, và cái hình dáng nó như thế nào. Mình nếu mà trước khi mình tu tập cái đó thì trong cái Bình An Sơn á, ngài trong cái Bình An Sơn website đó có mô đồ về 32 thể trược. Nếu các bạn muốn đó, các bạn có thể vô trong đó, những bạn nào không biết vị trí cái màu nó như thế nào hay là nó như thế nào, thì các bạn có thể vô trong đó mà các bạn coi, cái này là nó nằm ngay chỗ này, và cái nó là màu gì, và nó là màu gì, thì các bạn có khái niệm, thì các bạn biết thì nó rất là dễ hơn ha. Cái đó là mình chỉ vô cái điều học đó ha. Rồi tới xuống á, cái phần thứ hai là tinh thông trong 10 điều suy xét thực hành. Thì các bạn giống như đó nói giống như là đúng đó, là phải suy theo từng tự mỗi thể chất, giống như là phải đi từ cái đầu, là tóc lông móng gân da, phải đi từ từ. Và khi bạn niệm đó, bạn niệm chậm và bạn để cái tâm lên trên, giống như chết xe bạn nói tóc thì bạn phải tưởng là cái tóc trên đầu của bạn đó, là tóc nó là cái gì. Tóc nó là màu đen nó mọc ở đâu, mọc ở trên da, mà tóc nó mọc trên da, và dưới da nó có cái cọng tóc ở dưới không. Bạn phải biết rõ những cái tóc đủ điều kiện, những cái đó bạn phải hiểu quen mà bạn nói tóc, là bạn biết cái tóc là nằm ở đâu, và tóc nó là màu gì, ok. Và bạn biết tóc nó, nhưng mà nhiều lúc nó nói là tóc màu đen thì cũng hơi xâm tham tụi Tây ấy, thì nó tóc màu vàng màu thì nói này bạc hay tóc bạc, nhưng mà thường thường đa số mình trẻ thì mình nói nó tóc đen ha. Thì vậy đi, thì tóc mình phải biết và nó nằm dưới da mình và nó như thế nào. Xin lỗi có nghe không ạ? Thì mình nói cái về phần tóc ha. Dạ, thì xong suy xét và bình định tâm theo mỗi thế chấp tương tự, và cái số 4
thoát khỏi pháp chế định, thì bạn bạn suy xét, bạn giống như là bạn biết cái này tóc tóc và gõ màu sắc nơi chốn, mà bạn không biết xâm tham, bạn biết đó, tóc là một cái chất cứng rắn, nó bạn khỏi vào cái nó là chất gắn và nó là địa đại, ok, bạn phải hiểu như thế, ok. Rồi xong đó, rồi đến những cái bài kinh đó thì mình thấy là có bài kinh đó, mình cũng không có chưa không biết đọc bài kinh đó nha, tự chỉ Pali mình không biết, thì hai cái đó mình không biết ha, rồi ba cái bài kinh đó mình cũng không biết ha, mình không có nói được ha, ok. Tới nữa là giảng giải, giảng giải về phần 7 điều đề mục thiền định, ok. Cái về sự suy xét mạnh tâm trong 7 điều trên tông này, điều thứ nhất, thứ nhì, hai điều chỉnh, năm điều, cái đó mình cũng không hiểu về mấy, thôi cho mình qua cái đó ha, mình không có nói được ha, mình không hiểu ha. Thì thứ nhất á, cái ý nghĩa giống như là nói là trong thân này, nó giống như nãy mình nói, trong thân này nó có 32 thể trược, là từ tóc, lông móng, gân da, vân vân, và đến cái cuối cùng là về cái thị đại là nước tiểu ha. Thì lúc đầu ok, bây giờ bắt đầu mình nói về sự thực tập ha. Mình coi bắt đầu sự thực tập, thì trước khi đó mình đi xuống về chia ra làm 6 đoạn, thì mình lấy viết á, mình viết một tờ giấy ha, mình đề là tóc, lông móng, gân da là đoạn thứ nhất, là một phần ha, là thịt gân xương tỉ tận thứ hai ha, tim gan quỳnh kích môn lá lách phổi thứ ba ha, ruột già ruột non bao tử phân ốc thứ tư ha, là bốn cái đó là về cái địa đại ha. Mình thị đại mình cũng ghi vậy, mật đàm, mũ máu, mồ hôi, nước mỡ, nước mắt, nước nhớp, nước mũi, nước miếng, nước khớp xương, nước tiểu ha, cái sáu. Ok, thì trước nhất mình lấy cái phần thứ nhất á, là tóc, lông móng, răng da, mình học thuộc lòng, mình hiểu nãy nó như là nói mình hiểu vị trí ở gì ha, mình học thuộc lòng, mình học thuộc lòng xong cái mình vô mình niệm, mình niệm, mình niệm xong cái mình để tâm vô, mình nói tóc tóc tóc, thì cái tâm mình đó mình thấy tóc tóc ha, mình thấy tóc của nó ha, cái lông lông là những cái sợi lông, những cái lông bất cứ gì, những cái trên cơ thể mình ha, những cái lông ha, mình niệm vô ha. Rồi cái móng tay ha, cái răng ha, cái da, nãy mình nói trước là những cái vị trí, những cái nơi đâu đó và những cái màu đó như thế nào, nãy mình có nói trước rồi, thì các bạn mình cũng không có nói lại nữa ha, bây giờ mình chỉ nói là cách tu niệm thôi ha. Thì khi bạn niệm lên đó đó, bạn niệm đến nỗi á mà bạn trích, mỗi lần niệm lên á bạn thấy được trong tâm của bạn đó, cái này là cái tóc, cái này là cái lông, cái móng, cái tâm bạn vừa niệm lên cái chữ nào á là cái tâm bạn đưa về cái đó liền à, bạn sẽ thấy. Nhưng mà nhiều cái nó tóc á thì dễ thấy nha, nhưng mà nhiều cái những cái vi tế như trong như là trong những mà những vi tế như là những cái quần cách mô, cái diện tượng đó, hay là những cái sống tham, cái găng bạn không có tưởng tượng được, hay là những cái da bạn không tưởng tượng, thì bạn cứ bỏ đi không sao, bạn cứ đi tới tiếp tới, khi nào cái nào bạn thuộc lòng đó, giống như tóc là dễ nhất, là tóc là bạn thấy đen vô là bạn thấy bạn niệm là bạn khá rồi ha. Khi bạn niệm đến lông móng găng da, những cái nào mà bạn chưa thấy được rõ trong tâm, giống như cái móng bạn không thấy được rõ trong tâm, thì bạn cứ đi cái tới tiếp tới đi, cái răng đến khi niệm niệm, rồi nếu mà bạn thấy tới thì da. Khi bạn niệm vậy đó, rồi những cái nào mà bạn chưa thấy rõ được đó, thì bạn trở về cái mà nãy mà bạn không thấy rõ được trong tâm, thì bạn niệm về cái đó, đến khi bạn niệm trong thời gian thoải mái, thuộc ha, thuộc chiều thuận ha, rồi xong bắt đầu cái chiều ngược lại. Thì khi mà bạn đã niệm được về cái phần tóc, lông, móng, gân, da đó, bạn đã rõ ràng cái gì, thì bắt đầu bạn niệm lại da, gân, móng, lông, tóc, bạn niệm lại cái đó là chiều nghịch ha. Thì bạn niệm lại, thì nhưng khi mà đã thuận về chiều thuận rồi á, thì chiều nghịch cũng dễ thôi.
nhưng mà chỉ có thuộc lòng là cái da, cái răng, cái móng, cái lông tay đi ngược lại thôi thì nó cay, nó hơi khó một tí thôi ha. Nhưng mà khi bạn đã cố thích học rồi đó thì cái đó không còn một vấn đề gì nữa, ok, đó cũng là dễ thôi. Thì thật ra thì bạn trong cái nguyên dư gửi vậy đó thì có nói là chiều thuận và chiều nghịch, và chiều thuận nghịch thì khi thuận nghịch nó như thế, mình bây giờ mình nói cho tới cái thứ hai đi, thuận nghịch ha. Khi mà bạn thuận nghịch xong rồi gì, rồi bạn thuận nghịch giống như thuộc lòng đi, tóc lông móng gân da, da gân móng lông tóc, tóc lông móng gân da ha, rồi xong cái bạn đến cái phần thứ hai, bạn học thêm cái phần thứ hai nữa là thịt gân xương tỷ thận. Thì bạn cũng vậy, bạn phải biết thịt là cái gì, nó màu gì, gân là nó như cộng gân như thế nào, xương là nó trắng, nó cứng hay như thế nào, tủy là như thế nào, và thận là như thế nào. Bạn phải vô trong cái nãy mình nói là cái bình luận sơ, thấy cái địa điểm, thấy cái màu đó, thấy cái đó ha, học ha, cho rõ ha. Rồi thì cũng như vậy, thì bạn niệm như vậy. Rồi cái nào mà không thấy rõ đó, bạn cũng đừng có chán nản, bạn niệm cái tới. Bạn niệm cái tới, thật ra đó về cái 32 thể trược này á, rất là công phu, không có dễ đâu các bạn, lâu lắm à, phải kiên nhẫn lắm, kiên nhẫn lắm. Tại vì nếu bạn không kiên nhẫn đó, bạn dễ bỏ lắm, tại vì bạn cảm thấy là nó nhiều quá đi, tại vì 32 thể trược. Nhưng mà mình học cái này á, mình phải học thuộc. Hồi đó lúc sư dạy cho mình á, mình nói hồi xưa là con không học đâu, dài quá, nhiều quá, còn học thuộc không nổi đâu. Sư nói nếu muốn học thì phải học à, còn nếu không học có sư không dạy tiếp, trời cũng khổ lắm. Nhưng mà thì nếu mà mình cố gắng á, thì mình sẽ thuộc thôi. À, sư và bên đó họ rất là cho mình chỉ. Thì đó là các bạn đừng có nản chí, các bạn cứ từ từ, giống như các bạn bạn thấy nhiều chứ thật ra khi mà bạn học á thì nó không có nhiều nữa đâu, thì nó bắt đầu từ từ nó quen, nó hiểu hết rồi, nó học thuộc hết rồi. Thì đó là như vậy. Thì khi bạn học đến cái phần thứ hai, phần thứ ba, vân vân thứ tư ha, là học tiếp như vậy. Thì khi bạn đã học á thì là bạn đã rành rồi. Đúng rồi nha, khi các bạn học á là các bạn đã rành rồi, theo chiều thuận chiều nghịch giống như vậy ha, giống như là bạn đọc cũng như chiều khi bạn học hết cái về cái đi lại đi ha, giống như vậy nha, mình nói ha. Tóc lông móng gân da thịt gân xương tỷ thận tim gan quỳnh cách môn lá lách phổi ruột già ruột non bao tử phân ốc ha. Bắt đầu đọc, bạn đọc lại: ốc phân bao tử ruột gan ruột già phổi lá lách quỳnh cách môn gan tim thận tỷ xương gân thịt da gân móng lông tóc vậy đó. Bạn phải dạy như thế nha, cái đó đó bạn phải thuộc nó nha, chứ không nói là không thuộc nha. Bạn đừng nói mà bạn phải nhanh nhẹn, tâm mà tác ý cái gì là nhớ cái đó, tâm tác ý gì là nhớ cái đó. Nhưng mà nói là guốc là ở đâu, là cái nhìn cái biết là guốc đó là nằm ở chỗ nào và nó màu gì, bạn cái đó là cũng công phu lắm. Bởi vậy nguyên như gửi đó là đúng, đó là thời gian lâu lắm đó nha. Cũng không biết đâu, nhưng mà tùy theo ba la mật mỗi người nha. Mình có nói trước, có người học từng cả năm, có người thầy học 6 tháng, có người học 3 tháng, không phải ai, có người học cũng không được, ok, tùy theo ba la mật của mỗi người. Là lý do vậy đó, là trong cái nó gì đã làm đi xuống hết những cái giai đoạn cách ha, mình nói vắn tắt vậy thôi ha. Và trong đó nếu mà các bạn giống như Nguyên gửi về những cái giai đoạn đó đó thì các bạn vô đó là đúng như cách thức vậy thôi. Mình chỉ nói là mình chia sẻ những gì mình có học của sư chỉ cho mình, thì mình chỉ chia sẻ cho các bạn à. Thì đó là các bạn vô trong đó đi, thì là trong đó có trong cái bài mà Nguyên Như cứ gửi là có chỉ cách thức đó thôi, còn những cái kinh nghiệm mình có thì mình chia sẻ cho các bạn. Nếu bạn các bạn muốn hỏi về cái kinh nghiệm những gì như thế nào thì bạn mình sẽ, nếu mình nhớ mình biết mình học á, mình sẽ chia sẻ cho các bạn ha. Đây để mình đi xuống tới hết cái để xuống tới thì đó là trong cái tóm tắt đó là về cái nó có 6 thể trực, nó theo 3 cách thức là giống như nói là theo chiều thuận và theo chiều thuận nghịch và theo theo chiều thuận, theo chiều nghịch và theo chiều thuận nghịch, đó là nó là 3 cách thức đó đó ha. Thì trong trong
trong đó có ghi rõ ràng ha, các bạn cứ bao nhiêu ngày, các bạn lấy đó mà tu 5 ngày bao nhiêu ngày á, có ghi rõ rồi, mình cũng học từ cái đó ra thôi, chứ không mình không có học gì ngoài các đâu ha. Rồi cười kế tiếp ha, rồi kế tiếp. À, ok, thì bây giờ xong cái đó ha, bây giờ mình nói tiếp ha. Thứ nhất, tại sao mình tu học về 32 cái dược ha, mình nói thêm ha, sư nói sư chỉ cho mình ha, sư nói tại sao mình học 32 cái dược. Tại vì sometime cái thân này á, mình dính vào, mình thương cái thân, với mình thích cái thân này của mình, với mình thích cái thân của người khác, mình thích đẹp, mình không nghĩ nó là, mình cứ nghĩ nó là tôi, nó là ta, nó là của tôi thích, tôi đó là lý do tại sao mình tu, để mình không có bị dính chặt vào cái thân này, hay là mình bị tham đắm, say đắm vào cái thân của người khác, hay là mình nói giống như Jesse, ô cái cô này đẹp quá, mình chỉ nhìn cái tướng thôi. Nhưng mà nếu mà mình tu về 32 thể dược á, thì mình cái tâm á, thì lúc đó mình đã niệm rõ vậy, mình nói tóc mà mình nói ô cái này ghê á ha, nói tóc này nó ghê, xương gân móng thì mình nhìn thẳng vô cái đó, cái niệm mình vô á, mình tưởng vô cái người đó, thì định nó là chỉ tưởng thôi nha, chứ không phải quán nha, quán là thấy thực tính nha, cái này mình đang nói định nha, mình đang nói định nha, chứ đừng có nói lòng ha. Thì mình nói giống như chiếc xe mình nhìn, thì cái tâm mình á, nó không bị tham ái, nó dính chắc vô, thì mình nói khi mà mình định đã định cao á, mình nói ô vậy, tí mình nói cái ghê với tí mình nói cái ruột già ruột non rồi phân ghê quá, vậy tí mình nói cái cô này phân ghê quá, vậy là mình cảm thấy á, ồ mình còn đâu có đắm chắc gì cái người đó đâu, mình nói trời ơi cái bộ 32 người này nó dơ thúi, mình không dám, tại vì khi mình niệm mạnh á, mình quen rồi, mình tắt ý vô á, tại vì mình niệm về cái đó là cái tâm mình nó không có bị tham ái, nó dính vô nữa. Thì đó, khi mình học gần đó đó, thì sư chỉ đó, thì khi mà mình ra mình gặp cái cô gái nào đó, lỡ mình dính, mình mất chánh niệm á, thì mình quay lại mình nói niệm về 32 thể trường, cái mình niệm cái tự nhiên cái tâm mình nó cái tham ái nó mất liền à, tại vì mình thấy ghê quá à. Từ cái đó mình nói rõ là mình tham ái. Còn nếu mà mình còn không niệm á, thì tham ái mình sẽ dính thôi à. Mình không niệm mình nói ồ cái cô này đẹp quá, mình thích đó, là cái sinh dục của mình nó khởi lên cái tham à. Nhưng mà tự nhiên nếu mà mình để luôn á, là mình dính vào cái đối tượng đó luôn, đó là mình bị thất niệm. Còn nếu mà nhìn vô mình thấy á, mình chực nhớ đi, mình niệm lại, mình nói ồ toàn là tóc lông móng gân da thịt gân xương, thì không có cái gì là cái ta cái tôi trong đó. Thì bạn khi mà bạn hiểu vậy, bạn trở về cái định tâm, bạn hiểu như vậy đó, thì cái tham ái của bạn sẽ mất liền à. Rất là hay, nó rất là hay. Bởi vì mình cũng tham ái. Nhưng mà khi mà nếu mà thì lúc mình cũng hơi thả lỏng ha, mình thả lỏng thì mình mất niệm, mình bị dính, thì mình mê, thì mình trí tệ mình không phát sinh. Nhưng mà khi nếu mà mình niệm rõ đó, mình quay vào vô trong bên mình, thì mình cảm thấy wow, đúng là pháp của Đức Phật, vi diệu thai, mình cảm thấy sung sướng lắm. Đó là, nhưng mà cái đó cũng phải làm nhờ là mình tự tu tập về 32 thể trược. Thì khi mà bạn tu tập 32 thể trược á, thì bạn có một cái niệm rất là chắc và giỏi ha. Và khi đó đó nếu mà bạn tu giỏi á, thì trong cái mình học ở bên teaching training của bên ngài Ba Ốc á, sư có nói cho mình á, là về 32 thể trược bạn chỉ có thể đắc cận định và sơ thiền thôi nha, chứ không có thể nào mà lên được nhị thiền đâu. Bạn chỉ đắc cận định và sơ thiền thôi nha. Giống như về phần bất tịnh, bạn cũng chỉ đắc được về cận định và sơ thiền thôi nha, chứ không có thể đi lên tứ thiền. Cái đó là mình, không phải mình nói nha, cái này là sách của ngài Ba Ốc và sư có dạy cho mình, có sách đàng hoàng. Nếu các bạn muốn mình có thể copy, mình chụp hình mình gửi về cho Nguyên Như gửi về cho các bạn từ cuốn sách của ngài Ba Ốc, là những cái về cái nào đắc tầng thiền nào, giống như tâm từ bi hỷ xả, thì tu về tứ vô lượng tâm á, thì tâm từ bi, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, thì chỉ đắc đến, nếu mà nói về trong chi của vi diệu pháp thì chỉ đắc về đến tứ thiền thôi nha. Nhưng chỉ có xả trong cái tâm vô lượng xả thì mới đắc được ngũ thiền. Còn về mà tâm từ, tâm bi, tâm hỷ thì chỉ đắc được tứ thiền, không thể nào mà đắc được ngũ thiền. Ok, thì giống như bạn học dài lát mình có thể cho email cho Nguyên Như nhà.
Thì đó là như vậy. Thì trong cái cuốn sách của Ngài Bác Úc mình học đó, có chỉ những cái tầng thiền nào về bạn đắc cái first jhana, second jhana, third jhana, fourth jhana, những cái tứ đại là bạn chỉ đắc được sát na, cận chỉ định, hay là trong trong cái để mình coi cuốn sách của Ngài ha, cho mình thí dụ ha, mình coi ha, là về cái four element á, ok, về cái mindful đó, về cái hơi thở đó, thì bạn có thể đắc được tới tứ thiền. Đó là mình nói về trong, không phải nói về vi diệu pháp nha, mình nói bốn thiền thôi nha. Thì trong cái đề, trong cuốn sách của Ngài đó, thì là về hơi thở đó thì bạn đắc được tứ thiền. Còn về four element meditation á, thì bạn chỉ đắc được cái accept concentration thôi nha. Còn về mà 32 parts of the body thì bạn đắc được the first jhana hay up to accept. Còn về mà quán bộ xương á, thì bạn cũng chỉ đắc về cận định và the first jhana. Ok, cái đó là mình nói sơ sơ ha. Mình sẽ chụp hình nó và mình sẽ gửi qua cho Nguyên Như về cái phần Samatha subject teaching của Ngài Bảo Ốc, để các bạn biết những cái subject nào và bạn attainment về những cái tầng thiền nào, thì bạn lấy cái đó mà bạn trà cứu ha. Cái đó không phải của mình ha, mình chỉ đọc trong cái sách này, mình chia sẻ cho các bạn thôi. Thì khi mà các bạn học về 32 thể chữ đó, các bạn đã giỏi rồi ha, đã xong rồi ha, các bạn đắc được các gần cũng như là accept được hay là jhana ha. Bắt đầu từ đó bạn đã có một cái định giá là cao, bắt đầu là các bạn vô thiền quán. Thì khi các bạn vô thiền quán, lý do là tại sao khi đã bạn đã hiểu cái 32 thể chữ thì các bạn dễ hơn vô thiền quán, là tự nhiên các bạn không chấp cái này là cái ta, cái tôi, cái ta, cái tôi. Thì khi mà thiền quán á, là bạn có một cái số, bạn dễ hơn những người không tu tập về 32 thể chữ. Vì những người không tu tập về 32 thể chữ á, họ vẫn dính mắc vào cái thân này hơn. Tại vì họ nghĩ cái thân này họ quay có cái ta, cái tôi vô trong đó. Nhưng mà khi bạn học về cái bài 27, bạn có niệm định mật á, niệm định mạnh á, thì khi bạn vô trong thiền quán á, là bạn bị ta, thì cái bản ngã của bạn, cái ta, cái tôi của bạn á, không có bị đắm chìm vào cái thân này hơn. Khi các bạn học á, các bạn đến cái đó giai đoạn đó, thì các bạn khi các bạn mình nói á, thì cũng khó hiểu, nhưng mà khi các bạn thực chứng kinh nghiệm á, thì các bạn có thể hiểu hơn. Bởi vì 32 thể chữ thì khi vô thiền quán thì nó có gần như là một cái nền tảng đó, giống như là giới, định và tuệ đó, là như vậy đó. Thì mình chia sẻ thì thôi đến đây ha, mình chỉ chia sẻ những gì mình biết. Nếu mà thưa sư và thưa thầy, nếu con có và các bạn, nếu mà con nói có cái gì sai hay có cần gì bổ túc thêm, thì con xin sư và thầy với các bạn hướng dẫn cho con thêm, để con học hỏi. Cái này là con chia sẻ thôi, những gì con nói là cũng là trong đó thôi, chứ không có gì của con. Và con xin xuống mic là con xin cảm ơn. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, Nguyên Như xin thay mặt đạo tràng Tri Ân Nam Chánh Tâm đã chia sẻ pháp với tụi em. Dạ, Nguyên Như có một câu hỏi là xin anh nói về cái nimitta của trong cái thiền này, khi mà lần đầu tiên mà anh tập vào, thí dụ như trong cái năm đoạn đầu là về tóc, lông móng, răng da, thì khi mà anh có thể nói đi thêm một chút xíu về cái cách anh ngồi thiền, chứ không phải trong sách, để giống như là tụi em ngồi thí dụ như vô thì tụi em niệm là tụi em sẽ niệm là tóc, rồi tụi em mới ngồi tóc, giống như là mình niệm cho đến khi nào mà nó rõ ra hết tất cả những cái khía cạnh mà về cái màu sắc, vị trí, hình dáng, rồi nó ra sao, màu gì, màu xanh, màu đỏ, màu vàng gì đó, hay là khi mà tụi em cứ đi sơ sơ qua, hay là tụi em cứ ngồi cứ chậm rãi mà cứ nghĩ thơ cái phần tóc rồi tụi em mới đi tiếp. Dạ thưa Nguyên Như, xin mời anh ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sự thanh tâm, và con kính chào thầy kinh, và xin kính chào các bạn học ạ. Cái này về kinh nghiệm của mình thôi nha, mình tu tập thôi nha, chứ cái này không, mình nói chia sẻ thôi nha, chứ không phải là trong cái gì. Thì sư bên đó có hướng dẫn mình là khi nãy mình nói trước á, nó có khi mà mình biết về hơi thở, tự nhiên mình có bắt được hơi thở dễ lên,
nên mình định tâm nó dễ hơn, cái tâm mình nó rất là sensitive, nó nhanh hơn. Còn nếu mà các bạn chưa có thì cũng hơi khó ha. Nếu mà các bạn muốn về, giống như mình nói, các bạn muốn về 32 thái chữ, ít nhất bạn phải hiểu cái hơi thở vô vào ra đụng chạm cái lỗ mũi ha, các bạn phải hiểu rõ và các bạn cảm thấy có một sự an lạc, có một sự. Bây giờ mình nói về hơi thở rất là khó ha. Khi mà các bạn vô á, tại sao các bạn biết bắt, các bạn bắt được hơi thở, các bạn biết bắt được hơi thở là cái tâm của bạn nó không có đi đâu hết, cái tâm của bạn đã vào trong cái đề mục rồi, lúc đó là các bạn đã biết là các bạn được bắt được hơi thở. Và cái này mình chưa có nói là cái đặc tính ở trong cái tứ đại đâu nha, mình nói cái bắt hơi thở nha. Tại vì á, các bạn phải, mà khi như vậy các bạn phải chân thật với các bạn nha, các bạn đừng có tưởng nha, các bạn học cái tâm của bạn phải chân thật, đừng có gạt cái tâm của bạn. Các bạn phải nói chứ, bạn đừng có mà lấy sách mà các bạn nói à, tôi này tôi nọ tôi này, cái là tỷ cái đó là các bạn gạt bạn. Các bạn học pháp giống như thầy nói, phải chân thật mình, hiểu thì nói hiểu, không hiểu thì không nói. Tại vì nếu bạn không làm như vậy đó, nó thành cái thói quen và mình học không đến đâu đến đó đâu. Các bạn học đó là mình chia sẻ kinh nghiệm, chứ đừng có tưởng mà nói à, vậy là. Tại vì nhiều lúc đó, các bạn muốn cho người ta có cái, người ta nghĩ là mình hay nên mình nói từ trong sách ra, thì cái đó là không phải là kinh nghiệm của các bạn. Kinh nghiệm đó là sự cảm nhận được và các bạn có học được, không sao đâu. Các bạn nói sai hay gì đó, các bạn không kính nói hết đi. Thiền sư rất là giỏi, những vị thiền sư bên đó, đó mà học á, mà bạn nói á, họ biết là bạn nói trong sách liền à, hay là bạn nói là cái sự thực chứng là họ, tại vì họ là một vị thiền sư cao tăng, họ hiểu. Nên khi trình pháp á, bạn mà nói á, họ cười là bạn biết là bạn xạo rồi, bạn sai rồi đó nha. Thì ý là vậy đó. Thì bây giờ mình nói kinh nghiệm của mình ha, trở về ha. Thì nguyên như nói là như thế nào, thì khi cái định tâm của bạn có mạnh á, thì tóc á, thì bạn nhìn vô bạn tóc bạn sẽ thấy đen. Bạn nhìn vô tóc thì cái tâm bạn á, bạn biết cái tóc là đen rồi, thì khi bạn tóc á, là nó vô trong cái tâm bạn. Cái tâm bạn á, thì bên đó dạy mình á, cái sắc ý vật á, cái tâm á bên đó dạy nha. Cái này mình không phải nói nha, cái đó tâm của bạn á, cái sắc ý vật á là cái tâm của bạn á nha. Là cái trong cái sắc ý vật là cái mạng căn, cái sắc cái tâm đó trong, nằm ở trong đó đó. Thì khi bạn nói tóc thì cái bạn định tâm, thì bắt đầu bạn định thì thấy tóc cái gì, bắt từ từ cái tóc á, bạn nhắm mắt vô là bạn đã thấy cái tóc trên cái da, bạn thấy tóc da, từ từ cái tóc á bạn không thấy nó còn là cái tóc nữa, bắt đầu nó giống như nó sáng lên cái tóc nó không còn nữa, mà bạn chỉ thấy nó là một cái chất, nó là giống như là một cái địa đại thôi, chứ không phải là tóc nữa. Ok, nó không phải là tóc nữa mà nó sáng lên. Thì khi nó ánh sáng nó phát lên đó, nhưng mà trong tâm bạn nói không phải là tóc nữa, mà lúc đó là bạn đã vô trong cái cận định của thiền, là nó sáng lên. Mà nếu bạn càng dỗi vô nữa, nó cái tâm bạn nó dính chặt vào vô đó, thì lúc đó bạn sẽ có vô nhập vào sơ thiền. Không, sáng trắng lắm, không phải sáng vàng đâu nha, sáng trắng lắm. Nói tóc đen nhưng mà thật ra cái ánh sáng nó giống như là ánh sáng, mà cái này nó là ánh sáng mặt trời trắng, nó trắng chừng nào Kasina đó. Tại vì cái tâm mình nó định á, nó tâm mình định á, thì nó như vậy á, ánh sáng trong người của mình nó phát ra. Mà tùy theo, còn nếu mà học gì Kasina đó, giống như là màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng á, thì đó bạn tác ý vô là xanh thì nó sẽ xanh, mà bạn tác ý vàng là nó sẽ vàng, mà bạn tác ý trắng là nó trắng. Bạn tác ý thì trong cái Kasina thì học, bạn học định thì tác, nhưng mà trong cái sự tu tập này á, bạn không thể thấy đen được. Bạn nói vậy nhưng mà khi mà bạn nói tóc, mà khi bạn định á, thì cái tóc nó tự nhiên nó chuyển qua, nó thành một cái ánh sáng ngược gỡ, nó trắng thôi, mà bạn không còn thấy tóc nữa, mà chỉ thấy nó không có tóc nữa, mà nó chỉ là một cái chất rắn, nó chỉ là một cái địa đại thôi. Là bạn lúc đó là bạn đã không còn nói tóc này là tóc của ta, tóc tôi, bạn không thấy tóc nữa, mà bạn đã vô và bạn mà sôi sáng vô đúng rồi, đó là tưởng, cái tưởng tưởng của dạ, cái đó cũng là tưởng trong giống như xúc thọ tưởng tư nhất thống mà nguyện tác ý, là trong cái tâm tâm
tâm tưởng tâm tưởng á, đúng đó, đúng không? Thì đó là tưởng, tại vì không tưởng, tại vì cái đó là tục đế, phải có tưởng thôi. Nhưng mà nếu mà nếu mà thiền quán thì không được như vậy, ok? Dạ, tâm sở tưởng á, dạ đúng rồi đó, đúng rồi đó. Phải, thì đó phải có chứ, không không có tất cả phải có. Nếu không có tâm sở tưởng mình không có định được đâu. Thì đó lúc đó mình lúc vô ánh sáng á, thì cái ánh sáng vô á, mình cho tỏ khi mà nó bung ra đó, nó sáng ra đó, thì cái tâm của mình đó nha, cái tâm mình chìm vô trong đó. Mình chìm vô trong đó đó thì bắt đầu á cái pháp mà nó năm chi á, là tầm tứ hỷ lạc nhiếp tâm đó, là tại vì khi khi bạn đã có những cái cận chỉ định á, thì cái tâm của bạn đã ôm mốt là nó giống như cái hơi thở của bạn giống như là nó dính vô rồi. Bạn khó phóng tâm lắm, bạn không thể phóng tâm được, giống như là kẹo cao su cậu dính như cái mũi, giống như nó cũng là một rồi. Mà khi ánh sáng nó tỏ, nó đụng cái thấp cái nô của bạn á, bắt đầu từ nhỏ nó phát lên, bung lên, thì nó bung lên cái ánh sáng á, nó bung lên, nó khắp nó ra, thì cái tâm bạn á chìm vô trong cái ánh sáng đó, là bạn có năm chi thiền. Mà sau khi bạn, tại sao bạn không biết cái năm chi thiền, thì khi bạn thực chứng á, thì bạn phải dùng cái ánh sáng đó ha, dùng cái ánh sáng đó bạn soi trong cái gương xuống cái tâm của bạn, là trong trái tim của bạn, thì bạn sẽ thấy rõ năm cái chi thiền đó, là tầm tứ hỷ lạc nhiếp tâm. Thấy như thế nào thì bạn sẽ thấy giống như cái mirror, giống như bạn đi, giống như mình nói thí dụ ha. Cái đó khó lắm nha, cái đó mình tập, ôi lúc đầu mình học cái đó mình give up, mình nói hồi xưa con không học nữa đâu, khó quá, con không thấy được gì á, không thấy gì á. Thì nói trời, không học sự làm quá trời, nó còn không give up luôn á. Nhưng mà cố gắng thì sẽ được thôi, nói khó sư phải nhiều dạy nhiều cách lắm. Thì các bạn khi bạn thấy đó, cái ánh sáng đó, cái tâm thôi nha, cái này mình nói tâm thôi nha, chứ không phải tâm á, tưởng à, cái tâm tưởng nha, tâm á, thì bạn thấy ánh sáng nó trội xuống, nó reflect xuống cái trái tim mình, nó reflect, thì bạn thấy trong cái năm trái tim, trong trái tim của mình á, nó có sự năm à, khó lắm nha, yeah, no, khó, cái đó khó, phải cần thiền sư đó. Dạ, yeah. Cái này mình chỉ kinh nghiệm thôi, khó lắm à. Dạ, yeah, thật là khó chứ không phải dễ đâu, mình phải cần thiền sư hướng dẫn mình. Cái này mình chỉ kinh nghiệm, mình cũng không có thể chỉ được, bởi vì cái này mình chỉ kinh nghiệm của mình thôi, mình chỉ nói là thôi, chứ thật ra mình phải học như vậy á, mình phải có một vị thiền sư, rồi mình đợi mình trình pháp với sư, rồi mình nói như thế nào sư biết mình bị chỗ nào à. Dạ, xin có nghe mà. Dạ, thì đó mình chỉ chia sẻ thôi à, chứ thật ra mình phải cần một vị thiền sư hướng dẫn mình, chứ thật ra mình chỉ là học sinh thôi, mình chỉ chia sẻ kinh nghiệm, chứ thật ra mình không có thể chỉ được. Chỉ có những vị cao tăng thiền sư họ mới hướng dẫn mình trình pháp được. Còn cái này á, là mình chỉ chia sẻ thôi, vì những cái gì mình thấy được thì mình chia sẻ à, là mình trình pháp với sư thì sư nói à, con được rồi đó, như vậy thôi, chứ mình không có tư cách để dạy, mình chỉ tư cách để chia sẻ pháp cho các bạn. Thì khi các bạn thấy cái ánh sáng đó, bạn cái tâm bạn chìm vô trong đó, và khi cái tâm bạn nhìn vô cái ánh hào quang á, bạn tất chú hướng về để cái tâm đập vào trái tim, thì bạn sẽ thấy năm chi thiền trong đó, gọi là tầm tứ hỷ lạc nhiếp tâm. Lúc đó đó à, bạn biết là bạn đắc được sơ thiền. Nếu bạn không gõ nhìn trong thấy trong trái tim của bạn có năm chi, trong năm chi thiền đó, thì chưa chắc bạn đắc được sơ thiền à. Mà quên nữa nha à, nó còn như vậy nữa nha, giống như thầy kinh có nói là bạn đắc sơ thiền bạn phải tập hoài nha. Bạn phải nói là bây giờ tôi ngồi thiền, tôi nhập vào thiền, phải nhập vào liền, và phải thời gian bạn nói tôi một tiếng, tôi xuất ra là đúng một tiếng, không có đồng hồ nha, không có đồng hồ. Bạn đúng một tiếng là bạn ra, và bạn muốn nhập vô lúc nào nhập, bạn phải quân tập bỏ luyện cái tâm của bạn nhu nhuyến á, giống như thầy nói á, nhu nhuyến, bạn phải nhập vô xuất ra, nhập vô xuất ra thời gian, và thấy rõ và xuất vô. Lý do tại sao để mình cũng nói nhắn thét nói thêm là thiền định á, là khi bạn học được đắc vào được sơ thiền á à, khi bạn được hiểu được sơ thiền thì nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền thì bạn rất là dễ thôi, cái đó không còn nói. Nhưng mà cái khó đó là làm sao để đắc được sơ thiền, là cái mấu chốt quan trọng vậy thôi ha. Mà khi mà bạn được vô sơ thiền là cũng là rất là hay. Mà khi bạn lấy được, bạn hiểu được cái sơ thiền đó thì bạn vô trong cái thiền quán á, tại vì thiền quán á bạn phải ngồi lâu,
bạn không ngồi lâu á, giống như chiếc xe mà những mình nghe nói là giống như mà nấu cát mà nói thành cơm hay gì á. Thì đó, tại vì bạn không có ngồi lâu á, thì bạn cứ yoga ra vô hoài á, thì cái pháp nó không có gì, bạn không thấy rõ thực tinh của pháp đâu. Nhưng mà khi bạn ngồi lâu á, bạn sẽ mệt, thiền quán rất là mệt, rất là mệt. Nhưng mà khi bạn có định á, lúc mà bạn mệt gì, bạn trở vào sơ thiền của bạn, bạn nghỉ ngơi, bạn thấy an lạc lại, khỏe xong bạn trở ra sơ thiền, bạn vô thiền quán lại. Đó là lý do tại sao những bên ngài bảo họ hướng dẫn mình định, để mình có định, một cái định giỏi. Thì khi mình thiền quán á, mình có thể quán trong 2-3-4 tiếng đồng hồ không mệt mỏi, thì mình mới thấy rõ được thực tính pháp. Còn chứ mà nói mà mình ngồi thiền quán mà mình ngồi một tiếng á, nhiều lúc cái tứ đại mình còn không hiểu đất này là gì, nước là gì, lửa gì. Mà trong khi á, thiền quán nó có hay với nhau. Nếu bạn cần ngồi lâu á, mỗi cái sự nó chuyển tiếp nó khác à. Mà bạn không ngồi lâu á, bạn không thấy cái vận hành của pháp như thế nào, thì bạn khó mà đi phát triển những cái nhiều lúc bạn nói danh sắc, nhưng mà nhiều lúc trên cái nói phương tiện danh sắc thôi, nhưng mà thật ra bạn chưa hiểu thế nào là danh và thế nào là sắc. Nhưng mà khi bạn có định rồi đó, bạn vô thiền quán, bạn dễ thấy rõ được cái đề mục của bạn. Hả? Là mình chia sẻ vậy ha. Mình xin xuống ha. Cảm ơn ha. Sa thú. Dạ, anh Chánh Tâm hồi nãy anh nói là khi mà mình vào thấy cái ánh sáng đó thiệt là mạnh, rồi anh nói là mình phải tập, mình lấy cái ánh sáng đó mình nhìn trở lại, thì mình thấy năm cái chi thiền. Thì năm cái chi thiền đó, anh phải thấy năm cái chi thiền, nó có từng cục ở trong đó, nó sáng lên ha. Ý anh nói là vậy hay là sao? Nguyên Như không hiểu được cái, anh không có nói cái chỗ đó rõ ra đó anh. Dạ, Nguyên Như xin nhường mic lại cho anh ạ. Trời, bó tay Nguyên Như không có thiệt đúng. No, cái này là khó nói nha. Năm chi thiền này sao? Ok, để mình thí dụ đi ha. Khi mình tầm tứ hỷ lạc nhất tâm ha, thì khi mà mình vô đó, mình sẽ biết là mình có cái tầm, có cái tứ. Tầm tứ là sao? Tầm tứ là khi là cái đề mục của mình đó, là cái tâm mình nó dính chặt vào cái nó, cái tầm là nó có cái đề mục là trên hơi thở đi ha. Mình nói thí dụ trên hơi thở đi ha. Cái tầm là mình hơi thở, và tứ là nó dính chặt vô đó. Hỷ là có một cái sự hỷ trong cái tâm mình quan vui thích ha. Và cái lạc là cái thân mình hỷ lạc, cái thân mình nó không có mệt mỏi ha. Và tầm tứ nghĩa là anh định là mình định dính, không có thể nào mà mình quên cái đề mục, và mình có sự quan nghĩ. Mình nói thì nó còn hơn là đi ăn, đi những cái gì trên cái thế gian này á. Nó nhiều lúc nó không cần đi ăn, mình ngồi trong đó. Bên đó nhiều lúc người ta ngồi cả 3-4 tiếng, hay cả thức cả buổi sáng luôn á. Tại vì nó có hỷ lạc rồi, nó không có cần không biết đói, không biết đi tiểu tiện luôn nha. Tại vì khi là có cái đó nó sướng lắm. Nó mình nói cái đó thì có thoải mái, nhưng mà thoải mái trong 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 về pháp cao thượng thôi nha, chứ không phải là về dục ái đâu nha. Và cái đó là pháp hỷ á. Thì Nguyên Như hỏi là thấy thế nào trong cái tim? Thấy, cái đó hơi có nói. Thấy cái sự, nó giống như một cái sự kim chích á. Cái kim chích á, thấy cái nó giống như là năm cái đều cùng khởi lên, giống như kim chích trong cái trái tim đó. Nó giống như là một cái chấm 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 chấm, giống như năm, giống như gọi là calabá đó. Nó có nổi lên, nó nổi lên năm chi thôi nha. Không, mình sẽ thấy rõ nha, năm cái chi thôi. Giống như là cái sự, giống như cái mũi kim chích 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 á. Nhưng mà nó không có, nó mình sẽ cảm thấy như vậy nha. Nhưng mà khó nói lắm. Chừng nào đến đó đi, Nguyên Như tu tập được á, sẽ thấy, sẽ hiểu rồi. Ok, tại vì mình cũng khó nói lắm. Xin xuống à. Dạ, Nguyên Như xin kính mời chị Hà. Nguyên Như thấy bàn tay của chị ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Thầm Mà, Nam Mô Sàng Khải Giá. Dạ, con tính năm nãy sư thành tâm, con tính chào Thầy Kinh và Đạo Tràng. Dạ, cho hỏi anh Chánh Tâm, khi mà anh nói về 32 thể trược, thì cái chuyện đầu tiên là phải học thuộc lòng 32 thể trược, đọc ngược, đọc xuôi. Rồi khi mà xong rồi mới đi, mới bắt đầu ngồi niệm. Nhưng mà thấy nãy giờ anh nói niệm như là
tất cả 32 thể trực, một đề mục hay là chỉ niệm một đề mục như là tóc hay là hơi thở, thì cái đó chưa có rõ. Dạ, xin xuống mắt. Dạ, mình niệm thêm từng nhóm thôi ha. Cái nhóm đầu á là ok, mình không cần phải thuộc 32 liền đâu. Giống như cái nhóm đầu tiên á là tóc, lông, móng, gân, da, thì Hà thuộc về đó đi ha. Tóc, lông, móng, gân, da, xong cái Hà đọc ngược lại là da, gân, móng, lông, tóc. Đọc cũng như là mình giống như đọc thuộc lòng, mình nhớ á, mình nhớ ha. Ở đâu khi bắt đầu mình vô mình niệm á, thì mình niệm, bắt đầu mình niệm tóc. Tóc xong, nếu mình thấy tóc xong cái mình qua đến cái lông. Lông cái xong mình thấy được cái lông cái gì, mình qua đến cái móng. Móng xong mình thấy được cái móng như là móng tay, móng chân đó ha. Còn cái răng thì mình niệm cái răng, mình tưởng vô là cái hai hàm răng mình á, mình niệm răng. Còn da đó là khắp cái toàn thân của mình á, thì mình niệm như vậy. Thì mình niệm cho nó gần, thì mỗi lần cái tâm mình chú ý đến đó đó, là cái tâm mình nó nhạy đến đó liền. Giống như mình nói tóc là cái tự nhiên tâm, cái tâm nha. Cái này mình nói cái tâm chứ đừng có nói là niệm. Mình thấy cái mắt đưa nhìn lên trên cái đầu nha, cái tâm thôi nha, cái tâm. Cái tâm thì vừa nói tóc là tóc cái đó thôi, lông là lông, là mình biết lông khắp toàn da. Còn móng là mình biết là nó trên cái 10 cái đầu ngón tay mình với 10 cái móng chân mình. Thì mình hiểu như vậy đó, thì mình niệm gần đó. Rồi xong cái mình niệm hết cái nhóm đầu tiên, rồi ngược lại, rồi thuận, rồi nghịch, rồi thuận nghịch ha. Rồi xong cái mình niệm cái nhóm thứ hai, vân vân như vậy ha. Nam mô Phật Thầy. Dạ, dạ anh Chánh Tâm, nếu như vậy Nguyên Như sẽ lấy thử ra một cái đầu tiên, cái đó gọi là cái tóc là Kesa. Thì khi mà Nguyên Như vô ngồi thiền thì có phải là Nguyên Như sẽ theo Ukaha Ko Sala, có nghĩa là Nguyên Như phải biết rõ về tóc thì nó có 7 điều. Là cái thứ nhất là suy xét bằng lời, tức là Nguyên Như sẽ niệm ra là tóc là Kesa. Thứ hai là cái tâm Nguyên Như sẽ hướng về cái vấn cái đề mục là tóc. Rồi cái thứ ba đó là suy xét về màu sắc, thì Nguyên Như sẽ thấy được hoặc là tưởng được nó là cái cọng tóc này màu đen hay là màu trắng, thì mình bắt đầu mình có cái hình dạng, cái màu sắc ở trong tâm. Sau đó Nguyên Như sẽ thấy cái cọng tóc là nó dài hay nó ngắn, tùy tóc dài hay tóc ngắn của mình. Rồi cái thứ năm đó là Nguyên Như sẽ biết nó là nó nằm ở trên đầu chứ nó không có nằm ở dưới chân, tức là mình phải locate cái chỗ nó ở đâu, trên, giữa hay dưới của thân. Rồi sau đó Nguyên Như sẽ suy xét cái nơi sinh. Cái đó là số 5, là suy xét nó là nằm ở trên đầu. Sau đó cái số 6 á, là cái nơi sinh có nghĩa là nó nằm ở phía ở trên da, rồi nó có một chút xíu ở dưới da nữa, chứ nó không có phải là tự nhiên nó khơi khơi nó dính vô mình. Tức là mình sẽ thấy cái chân tóc, rồi nó đi ngang qua một cái màng da, rồi nó một cái phần còn lại của tóc nó ở phía bên ngoài, phải không anh? Rồi tới thứ 6 là suy xét chỗ trong thân, có nghĩa là nằm trên đầu của mình, chứ nó không phải là nó xuống mảnh chân tùm tùm hết. Mình phải biết rõ ràng cái đó trong tâm. Rồi thứ 7 là suy xét bằng cách quy định giới hạn, có nghĩa là nó ở trên tóc chứ nó không có mọc xuống mặt mình, xuống 10 người mình. Có nghĩa là rồi cái răng nó cũng như vậy, rồi những cái khác nó cũng giống như vậy. Có nghĩa là khi mà như nói là niệm thôi, chứ một cái chữ tóc mình có thể coi nó cũng khoảng 2-3 phút, phải không anh? Dạ, Nguyên Như xin nhường mic lại để anh trả lời thêm chỗ đó ạ. Dạ, đúng rồi Nguyên Như. Giống như mình nói đó, giống như cái bài của Nguyên Như gửi cho mình với các bạn đó, thì trong đó rất là rõ ràng. Nhưng mà khi mà mình niệm như vậy đó, thì mình đã thấy rõ này, tâm mình nó rất là nhạy. Và khi mà mình thấy rõ, mình giờ chết xê bây giờ, đến khi mà Nguyên Như mà niệm mà giỏi á, dù mà sức tiền hay đi ra tiền mà, nhưng mà khi mình quán trở lại mình nói tóc là mình tự nhiên cái tâm mình lên đó liền. Thì trong cái 7 cái điều đó, khi mà mình thuộc lòng á, mình không cần phải nhớ cái 7 điều nữa, tại vì không cần phải, đó mình buông luôn, mình cũng không cần phải phải này, tại vì lúc đó tâm mình hiểu là tóc nó nằm ở đâu rồi, không cần phải là quán suy xét tâm hay là những gì. Nhưng mà cái trong đó ghi đó là để cho mình học, để mình hiểu biết cái phương pháp, và khi mình hiểu để mình biết tu đúng, để mình biết khi mà mình đã quán, mình niệm được rồi đó, thì mình không cần phải mà nhớ những cái đó nữa, tại vì
mình đã hiểu rồi, tóc nằm ở đâu rồi, lông mình nằm ở đâu rồi. À, 2-3 phút hay niệm 4-5 phút thì mình niệm sau, mà khi nào mình giỏi á, mình không cần phải cho cái thời gian đó là 2 phút hay 3 phút hay 5 phút. Hay khi mình niệm giỏi á thì mình biết rồi, không à, mình muốn ở bao nhiêu phút tùy mình muốn đi đến cái nhóm nào cũng được. Mình niệm giống như là mình nói là giống như mình tu về sơ thiền cho đến tứ thiền đi, mình nói đi, thì sư chỉ là khi mà mình học sơ thiền á, mình đến tứ thiền á, thì bắt đầu tứ thiền á mình nhảy xuống sơ thiền liền, từ sơ thiền mình nhảy lên tam thiền liền, tam thiền mình nhảy lại sơ thiền liền, sơ thiền mình nhảy lên tứ thiền liền, tứ thiền mình nhảy xuống nhị thiền liền. Mình không cần phải theo order, mình muốn đi mình đi là đi là như vậy. Ok. Trong cái Nguyên Như có chiếc áo mùa xuân ở trong cái Nguyên Như có chỉ trong đó đó, vô trong đó xem ha. Tại vì trong đó có trong cái mà bài của Nguyên Như á, có chỉ cách thức hết rồi. Còn mình chỉ lặp lại thôi ha. Thì đó là mình nói. Còn mình xin xuống ha, xin cảm ơn ha. Nam Mô Bụt Tha Giá, dạ con kính lãnh lễ sư Thanh Tâm, dạ kính chào thầy Kinh và toàn thể đạo tràng. Dạ không biết mọi người có nghe được âm thanh của con không ạ? Cho con xin tín hiệu. Dạ cảm ơn đạo tràng. Dạ thưa anh Chánh Tâm, hồi nãy đó Nguyên Trang có nghe anh nói là khi mà mình quán thì đúng là năm cái nhóm đầu cũng như là tóc, lông, móng, răng, da. Thì khi mà mình quán đó là mình cũng như mình ngọ mình quán từng cái, cũng như mình đem cái tóc mình ra mình quán rồi xong rồi bắt đầu từ từ thứ tự xuống. Thì nếu mà như vậy là nó là thiền quán chứ không phải thiền định đúng không anh? Tại vì mình quán từng cái đúng không ạ? Rồi xong rồi mình quán ngược trở lại, rồi mình quán tới quán lui đúng không? Không anh Chánh Tâm. Dạ Nguyên Trang chị hỏi vậy thôi ạ. À. Dạ Nguyên Trang kính cảm ơn tài chân ạ. À. Không phải đâu Nguyễn Trang, cái đó không phải thiền quán đâu nha. Cái đó tự nhiên mình trong cái tưởng à, cái đó tự nhiên thiền quán là mình phải thấy thực tính pháp à. Cái nãy là mình nói là trong cái tục đế tưởng thôi, mình tưởng cái tóc là nằm ở đâu, mình tưởng vô mình mới nhận vô chứ không phải là thiền quán. Tại vì thiền quán là mình phải không có tưởng được, mình phải thấy thực tính nó là nóng lạnh cứng mềm. Ok. Nhưng mà tại vì thiền định là giúp cho mình cái tâm mình nó định sâu và nó vô thiền quán nó dễ hơn, mình thấy rõ được thực tính pháp. Tại vì mình có định thì cái tâm mình nó lặng xuống, và khi mà mình có thì mình dùng cái tục đế đó, khi mà mình rõ mình có định thì mình vô chân đế mình quán thiền quán á, mình thấy rõ chân đế, thấy được thực tính pháp nó như là nóng lạnh cứng mềm. Thật ra thiền quán á không có gì ngoài là chỉ thấy nóng lạnh cứng mềm di chuyển không à. Và khi nó giống như nó là một khối mà mình, nếu mà thiền quán nhiều lúc các bạn hiểu sai ấy, nói quán là thấy cái gì thấy là thật ra nó không có gì ấy. Mà cái tâm của bạn cảm nhận như trong thiền quán á, bạn chỉ thấy là nào là nóng hay lạnh tùy theo mỗi người, sắc pháp của mỗi người, nóng lạnh cứng mềm di chuyển hay là, nhưng mà bạn phải có một cái định lực nhờ, bởi vậy bạn phải tu định trước. Thì khi bạn tu định thì vô thiền quán lúc đầu thì bạn sẽ thấy rõ là cái cơ thể của bạn thật ra nó là chỉ một cái khối thôi. Nó toàn là những cái 32 thể trược trong đó. Nó là gì đó thì khi bạn nghĩ thì bạn thấy rõ thật ra nó là tứ đại, nó là nóng lạnh cứng mềm, nó khối khối, từ từ cái bạn đâm thủng cái khối đó ra. Bạn biết cái này nó thật ra nó không cái gì là của ta, của tôi hết. Thì khi mà bạn đâm thủng cái khối đó, từ lúc mà bạn vô và thấy cái bạn, cái thân thể là một cái khối chắc là của bạn, nhưng thật ra nó không có gì, nó là cái trống không mà bạn. Cái này là cái này là mình chỉ thấy là giống như là bạn vô, bạn thấy khi vô quán á, thì bạn thấy rõ từ từ á, bạn sẽ đâm thủng nó, bạn sẽ thấy ồ nó từ từ nó từ cái đặc tính nó cứng cứng động nguyên khắp thân, nhưng bạn thấy nó sẽ lỏng lỏng di chuyển như khi mà nó thành một cái giống như khối băng á, bạn break cái khối băng nó ra đó, cái những cái calabha, những cái thành phố nó, những cái thành tử, những cái thành sắc pháp của bạn đó, nó giống như là giống như cát nhuyễn băng, nó khó lắm, nhưng mà cái đó mình chưa nói tới thôi, hôm nay mình chỉ nói định ha. Dạ xin nói vậy thôi ha, xin xuống nè. Sa thú câu trả lời của anh Chánh Tâm. Dạ câu hỏi này Nguyên Như con xin kính dâng lên cho thầy Kinh Milanda. Dạ thưa thầy, trong cái bài này đó Nguyên Như thấy cái từ Bali nó là Kayagata Sati,
thì tiếng Việt mình dịch ra đó là đề mục thiền định của 32 thể trược. Thì trong đây người ta nói á, là cái đề mục này rất là đặc biệt mà chư thánh nhân tiền bối đã tán dương ca tụng, bởi vì cái đề mục này nó có khả năng dẫn đến chứng đắc các bậc thiền sắc giới và ngay cả chứng đắc thánh đạo, thánh quả và niết bàn, trở thành vô số bậc thánh nhân. Thì Nguyên Như có cái thắc mắc của chỗ này, và ngày hôm qua thì ngày hôm thứ bảy thì sư Liễu Tông cũng có nhắc đến cái chỗ mà cũng có nhiều vị mà có thể đắc thiền và có thể đắc đạo luôn, chứ không phải là đắc sơ thiền không. Như vậy thì xin thầy chỉ dạy lại cho chúng con, tự vì theo tụi con học hồi đó tới giờ thì chỉ có tứ niệm xứ là con đường duy nhất, mà sao trong kinh này lại nói như vậy, mà ngài Liễu Tông lại nói như vậy, thưa thầy. Và Nguyên Như xin dâng mic lại cho thầy kinh ạ. À. Yeah, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mai, Nam Mô Sa Khai. Dạ, kính lễ sư Tịnh Tâm, dạ, xin chào tất cả quý vị. Nghe rõ không? Alo. Rồi, ok, sao đó. Rồi, hôm nay được nghe Tịnh Tâm trình bày về cái pháp hành về 32 thể trược. Dạ, cũng rất là xa thú. Đây là cũng phải nói rằng Tịnh Tâm cũng đã có những thời gian đi thiền bên ngài Bảo Ốc, cũng có được nhiều kết quả tốt, rất là xa thú. Không biết Chánh Tâm đi đã bao lâu không biết, đi được bao lâu rồi Chánh Tâm? Thì nó đi được mấy tháng mình đó, một tháng rồi còn sao có đi nữa không, hay là chỉ một tháng thôi về luôn? Một tháng thôi hả? Đi một tháng một về luôn hả? Dạ, bây giờ đó là kêu là thay vì tục đế mà tao kêu là khổ đế đó. Tục đế mà tao kêu là khổ đế. À, giờ thấy Chánh Tâm có được cái pháp hành này cũng có nhiều cái tiến bộ khả quan ha. Bây giờ chúng tôi có đề nghị quý vị nào ủng hộ cho Bông nha. Đề nghị Chánh Tâm hãy là chuẩn bị khăn gói lên đường, cạo đầu, rách y, trở thành một vị tỳ khưu. Đó, quý vị nào quan hệ cho Bông lên đây. Ở nhà chị uổng. Ở nhà khổ đế, khổ đế. Ở nhà khổ đế đó. Ở nhà có ngũ quẩn là 32 thể trược. Kẹp cái bên khổ đế. Dạ, cho đi vậy, cứ lên đường đi, dạ cho đi vậy. Nói dạ mà xin bye bye ngủ quẩn này đi. Uổng, năm nay cũng có nhiều duyên lành rồi, học được nhiều pháp rồi, có pháp hành rồi, thiền đề kia rồi, có rất là nhiều cơ hội. Nằm nhà đâu được đâu, đi liền đi, chuẩn bị đi, quần áo khăn gói gọn thôi, đi không cũng được. Nhưng mà chắc phải chờ qua mùa corona này ta mới cho đi. Rồi, rất là xa thú ha. Chánh Tâm có một cái tâm rất là nhiệt thành về đạo pháp. Không biết Chánh Tâm ở bên Canada, ở thành phố nào? Toronto hay là Ottawa hay là Montreal? Edmonton. Này chưa tới chỗ này, nó gần gì đó, gần Thousand Island không, gần chỗ đó không? Tú bên Vancouver nè, tú ok, là biết là có nhỏ em qua bên đó, gần ngày Calgary đúng rồi, gần chỗ đó, nhỏ em ruột cái mai ở bên đó đó. Rồi, ok, rồi trở lại cái vấn đề mà Nguyên Như hỏi. Thì kính thưa quý vị, trong cái những cái đề mục mà về thiền, như là giờ mình lấy cái tóc lần móng răng da đó, lấy một cái ra là mình sẽ thấy trong đó tại sao những bậc thần thánh ta nói là có thể chứng đắc được thiền chỉ mà cũng có thể chứng đắc được thiền quán. Mà sư Lưu Tông qua quý vị cũng biết là sư cũng đã xác nhận cái điều này. Thì giờ mình đưa ra những câu hỏi. Mình muốn những gì chúng ta sáng tỏ, mình đặt ra câu hỏi mới thấy được vấn đề.
Bây giờ đặt câu hỏi để cho giống như là một cuộc vấn đạo ha, để cho chánh tâm lên nói theo đúng cái câu hỏi không, để quý vị sẽ thấy vấn đề. Rồi bây giờ trước tiên là giờ khi mà chánh tâm niệm về đề mục, bây giờ chúng ta nói chỉ nói một cái là dễ thấy, nói nhiều quá không thấy. Lấy đề mục tóc lên, lấy một tóc. Bây giờ chánh tâm trước tiên là niệm, dùng cái niệm niệm tóc 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 tóc, đúng chưa? Kê xa, kê xa, rồi tiền kê xa, tóc tóc vậy đó. Thì theo cái vấn đề này, khi mình niệm như vậy đó, thì trong tâm của chánh tâm nó phát sinh cái gì? Đó là cái vấn đề mà chúng ta cần phải biết. Khi mình niệm vậy thì trong cái tâm mình nó sẽ phát sinh những cái trường hợp như thế nào, và những trường hợp đó, đó nó được xếp vào chân đế hay là tục đế. Rồi mời chánh tâm lên giải thích này. Dạ, thưa thầy, thì con có sư hướng dẫn con là khi niệm là cái tâm không chỉ nghĩ là chỉ là tóc thôi, chứ không có này tóc của tôi hay tóc của ai, mà cái tóc á niệm như vậy đó là lúc đó mình niệm á, là mình niệm mình tưởng á, là trong tục đế chứ không phải là trong chân đế. Dạ, thì mình chỉ niệm là tóc tóc tóc, thì mình không có nghĩ là tóc này của tôi hay tóc, mình chỉ biết cái tóc mọc ở đâu nó trên đó, mà mình tưởng về cái đó, tóc là màu đen và tóc như thế nào thì mình niệm cái tóc đó đó. Thì cái mình gắn chặt vào đề mục á, khi mình niệm vô đó thì mình chỉ nói là tóc, thì cái tâm lúc đó mình có một cái đề mục, thì cái đề mục của mình dính vào cái đề mục đó là tóc, thì cái tâm mình ghi nhớ như vậy á, thì mình không có cái tâm mình không có đi đâu hết, thì nó dễ phát triển được định hơn. Tại vì mình phải có cái tưởng, và tưởng gì tóc nằm ở đâu và như đó, thì đó là lấy cái đề mục của tục đế để tu tập, thì tâm lúc đó là chỉ biết tóc mà thôi. Dạ con xin xuống ạ. Sao thì như vậy, trước tiên là niệm niệm cái tóc thì nó là đề mục thuộc về tục đế, đúng không? Quý vị đồng ý không? Quý vị đồng ý cho bông lên đi, quý vị đồng ý cho bông lên. Nguyên Như muốn lên hỏi gì hả? Hay sao? Muốn sao? Rồi mời Nguyên Như đi. Dạ thưa thầy, hồi tối con có thử về cái tóc lông móng răng da, con làm thử thôi thầy, trước khi mà mình biết cái gì đó. Thành khi mà con ngồi con quán cái tóc thì con thấy cái hình dáng cái màu đen nó, mà con thấy nó là chất đất rõ ràng, nó giống như là ở ở trong cái cơ thể nó mình nó là tứ đại, thì con thấy cái đó. Tự nhiên nhìn một hồi thấy cọng tóc là mình dùng cái tục đế thôi, nhưng mà sau đó con thấy nó là cái chất tứ đại, thành ra con thấy nó cũng là chân đế, nó cũng là sắc pháp thưa thầy, chứ nó cũng không phải là cái danh xưng không. Dạ con xin xuống ạ. Từ từ, alo. Nó đang vấn đạo để cho vấn đề nó được lòi ra từ từ, gấp quá vậy. để dí dí đây tâm chút xíu, dí dí chân tâm chút xíu.
Về thiền quán, con bị cái vô ngã, con khó thấy được vô ngã lắm. Con thấy được vô thường khổ, nhưng mà cái vô ngã là con bị chấp nhất là cái vô ngã, lúc nào cũng khổ nhất là về cái thiền quán, về cái vô ngã. Bởi vì khổ nhất là cái đó. Còn nếu mà thấy được rõ vô ngã thì có thể là phát triển được một cái tuệ cao hơn. Nhưng mà sometimes bởi vì đúng là cái ngã của mình đó, cũng khó lắm. Tại vì mình, cái tập huấn của mình quen rồi đó. Định thì có thể nhiều lúc định thì ham trong định, ngồi trong định thỏa thích. Nhưng mà khi qua thiền quán á, khổ là không, nhiều lúc cũng thấy ghét rồi, cũng không thích rồi. Nó có một sự nhiều lúc nó lúc nó sướng, lúc nó khổ, lúc nó thay đổi liên miên. Nhiều lúc bởi vì khi mà các bạn ngồi, các bạn thấy được khi thân nó mỏi thì các bạn có thể đứng dậy đi thiền hành. Cái thiền hành thì nó thư giãn cái người nó thư giãn, hay là các bạn có thể đứng thiền cũng được. Mà khi ngủ á, có thể nằm thiền quán. Mà khi mà thiền, xin lỗi, có nghe không ạ? Thì cái sự tu tập nó tu á, tùy theo môi trường. Nhưng mà nếu mà các bạn giỏi á, nếu mà chánh niệm á, giống như Diễn Tiễn đang nói với thầy, thì cái tâm con có thể nhiều lúc con quay vô trong thì con thấy nó mọi sự nó sinh diệt. Và nhiều lúc tỷ với xâm tham cái bản ngã của mình, Diễn Tiễn người ta cười mình, hay người ta nói mình, hay người ta chơi mình. Nếu mà mình có chánh niệm á, mình thấy không có gì là của mình cứ tu tập vậy đó thì mình cũng thấy nó không có bị phiền não mấy. Thì đó là cái kinh nghiệm của con thấy như vậy. Con rất là vui hoan hỷ với tỷ như các bạn vui chia sẻ, con chỉ chia sẻ bạn chơi hay là khen, con cũng tập tu tập cũng vậy thôi, cũng con tập cái vô ngã. Tại vì cái vô ngã là cái lỗi của con khó nhất trong cái về thiền quán. Vô thường khổ thì con có cảm nhận được, nhưng mà con có cái vô ngã con chưa phát triển được mấy. Nên đó là cái kinh nghiệm con chia sẻ. Giờ con xin xuống. Rồi, xà hữu. Mày không cần phải nói công tâm mình nói ha. Chánh tâm cũng rất là tích cực, rất là siêng năng, rất là đam mê trong cái thiền. Và cũng có được nhiều cái rất là tốt đẹp, lợi lạc ha. Xà thú chúc mừng chánh tâm ha. Chánh tâm cố gắng nha. Cố gắng lên. Cố lên nữa nào, chừng nào nắp y nhớ nói trước nha. Còn tôi thì thầy thiền dễ ẹt, mình thiền được loại nửa nạc nửa mỡ, bên bà chụp bà nhán, không dám ý kiến qua dùng này nhiều, chỉ góp ý theo kiểu mình kinh nghiệm được nhiều nhiêu thôi. Cũng trong vấn đề mà nói tới thiền quán đó, cái gì thiền quán thì thường thường chúng ta biết là quán sát, thường thường mình nói chữ quán sát hoặc là quán sát đi đứng nằm ngồi mà quán sát. Thì theo như cái gì thì giờ mình lấy một cái đề mục để mình dễ nói chuyện ha. Tức là nói về đi thì quán sát đi là quán sát làm sao, và rồi mời quý vị có ý kiến, mọi người có góp ý kiến ha. Mời nam nữ là thay phiên quán sát, lúc mình đi mình quán sát là quán sát như thế nào, gọi là quán sát. Rồi mời quý vị. Một bức thầy giá, dạ thưa thầy, con xin xuân phong nói trước. Cái mà con biết khi mà mình nói là quán sát đề mục đi, thì mình có đi đứng nằm ngồi có bốn quay nghi. Thì khi mà quán sát đề mục đi thì thường thường tụi con hay gọi chung chung đó là đi kinh hành. Thầy thì khi mà mình đi thì mình cứ được học á, là mình phải để ý khi mà mình đi kinh hành thì mình biết cái chân nào dở, cái chân nào bước, cái chân nào đạp. Thì hết bên trái rồi tới bên phải, mới đầu mình vô đó thì mình cứ là chân phải chân trái. Thì mình cứ tập trung từ cái tâm mình nó phóng đó, thành ra mình phải tập trung vô cái thô thôi. Bên trái biết rồi phải biết, rồi sau đó thì khi mà mình dở lên thì mình biết, và đạp xuống thì mình biết. Xong khi mà cái tâm mình nó gom được một chút xíu đó thì mình mới bắt đầu là dở bước đạp qua bên theo cái ba phần là dở bước đạp. Xong rồi khi mà nó nhuyễn hơn một chút xíu thì mình bắt đầu để ý tới cái tác ý, tức là
khi mà mình biết là mình muốn dỡ thì lúc đó cái thân mình mới bắt đầu dỡ lên, rồi muốn bước thì mình phải thấy cái tác ý đó trước, rồi cái mình mới bắt đầu là bước, rồi khi mà mình có cái tác ý đạp thì mình mới bắt đầu đạp. Thì giống như là tụi con được học đó là từ phải trái, xong rồi tính 2 step, tính 3 step, rồi tới 6 step. Thì mình cứ đi từ từ như vậy, không có cái gì phải gấp hết. Mà mở đầu thì mình chỉ niệm bằng cái miệng thôi, mà cái tâm không có theo được. Tự gì đó giống như là đọc trả bài vậy đó. Thì sau một hồi thời gian lâu đó, thì mình tập quen rồi thì mình sẽ bỏ cái những cái danh từ đó đi. Mà mình chỉ cảm thấy là cái tâm của mình quay qua, mình thấy rõ ràng là cái tâm phải muốn bước thì nó mới bước được. Thành ra mình chỉ còn dùng cái phía trong cái nội tâm của mình để mà mình đi theo cái thân của mình thôi. Thì khi mà dỡ bước đạp đó, mình bắt đầu mình đi vô, mình bám sát theo từng cái hành động và cái bước của cái thân của mình rồi đó, thì mình bắt đầu thấy cái sự chuyển động của cái gió, tức là cái chân mà nó nâng lên á, thì phải có cái chất gió. Mình chỉ hiểu được cái pháp lực tính. Rồi khi mà mình mệt á, rồi khi mà mình dạ, Đạo Tràng có nghe con lại được không ạ? Nguyên Trang có nghe được Nguyên Như không? Dạ, Sa Thú. Dạ, khi mà mình một thời gian lâu thì mình sẽ cảm thấy được khi mà nó nặng nhẹ, rồi cái sự chuyển động của gió, rồi nhiều khi thấy trong cái người của mình nó nóng hay nó lạnh, thì cái đó thì từ từ mình vô thì mình sẽ thấy. Thì cái đó là khi mà con dùng cái đề mục đi đó đó, thì con sẽ giống như những cái mà con biết được đó, thì con xin chia sẻ. Dạ, con xin mời những vị khác ạ. Thầy ơi, hình như lớp mình vô ngủ thiền hết rồi, con thấy em ru vậy nè, bà con đang ngồi đó mà. Anh Lý ơi, anh Lý lên nói đi anh Lý. Trời ơi, tầm toàn là thiền sư không à. Nguyên Như mời anh Lý nha. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Đàm Mai, Nam Mô Sang Khai. Có nghe, cảm ơn Nguyên Trang. Con xin kính chào sư Thân Tâm, con xin kính chào thầy Thầy Kiên và kính chào toàn thể đạo tràng. Nói qua về cái vụ bước thì hồi xưa cũng có đi học bên Nguyên Điện rồi. Cũng y chang như như hồi nãy trình bày thì cũng dở nhất đẩy đạp rồi quan sát làm riết cái máy rồi thấy là cái khi mà giống như là Hà nãy nói cái ý nó có cái muốn là hồi nãy Nguyên Như cũng có nói có ý muốn, thì cái quay lại nhìn thấy cái thân nó giống như cái máy có sự điều khiển và cái chân nó hoạt động thì cái thân nó di chuyển, thì những cái trạng thái giống như đạp xuống thì nó cứng mềm hay nóng lạnh, thì cái đó cái lúc đó con cũng có ý là cái con tháo dép ra, cái con đi trên mặt đất không vậy đó. Và cũng kinh nghiệm nó một thời gian, nhưng mà còn cái chuyện đi thì ngoài cái điều đó ra và chỉ biết là đi rồi có cái ý khởi lên đi, mỗi bước chân có cái ý nó khởi lên rồi nó quyết định và cái thân nó làm theo, và mỗi cái xúc chạm đều có những cái trạng thái của cái xúc chạm và biết những cái xúc chạm như vậy, và
Dạ không, không còn gì nữa để nói. Dạ con xin hết. Dạ Nguyên Như mời chị Hà nha. À, thầy ơi chị Hà thiền kinh khủng lắm á thầy. Im ru vậy chứ mà thứ dữ quá thầy. Nguyên Như xin mời chị Hà nha. Dạ, Nam Mô Bụt Thà. Dạ, dạ. Cái này là bị bắt lên thầy. Thật ra con cũng đâu có biết gì nhiều lắm đâu ạ. Thầy thì những gì mà Nguyên Như nói với anh Lý nói thì cũng đã gom trọn trong đó. Thì cái pháp mà hành thiền thì thiền sư chỉ muốn mình chú ý đến cái sự chuyển động của thân, và trong lúc hành thiền thì cái tâm nếu mà nó thống thì lại phải quay ngược về lại cái thân chuyển động. Thì nếu mà hành giả tập một thời gian thì sẽ thấy cái sự chuyển động đó nó giống như một cái máy, và nếu không có cái sự tác ý từ thân thì cái thân nó sẽ không chuyển động. Và những cái trạng thái mà mình thấy thực tính qua phải ghi nhận hết. Nóng lạnh cứng mềm hoặc những cái tâm nó khởi lên, có những cái pháp nó khởi lên cũng phải ghi nhận giống như nó là, thì con chỉ có biết vậy thôi à. Yeah. Con xin trao mic này. Yeah, con cũng xin bổ túc thêm. Thật ra trong các bạn này ai cũng tu giỏi đó nè, tu thiền giỏi, toàn là đệ tử của những vị thiền sư giỏi thôi à. Đâu có cần phải chia sẻ thôi, vui thôi. Nếu mà các bạn hiểu biết thì chia sẻ ra mình học nhau, chứ không có ai mà đắc này đắc nọ đâu. Chia sẻ nhau cho vui thôi, chứ hồi đó mình cũng mới lên đây mình cũng mắc cỡ lắm. Nói cũng run run, mà học Bali thì thành 2 ly hay 5 ly luôn. Thầy kêu hoài mỗi ngày, bởi sợ nhiều lúc trốn không dám vô, đợi học xong rồi đọc xong mới dám vô. Thật ra thì cũng mình nói chia sẻ cho vui. Thật ra thầy hỏi thì nếu mà nói thì thiền quán á, thật ra giống như Nguyên Như với anh Lý hay Hà nói là cũng không có gì, nhưng mà mình chỉ bổ túc thêm là thật ra đó, cái thân này á nếu mà mình đu mà mình chánh niệm thử đây, mình nói nếu muốn đi á, là cái tâm phải tắc ý nó muốn đi. Cái tâm nếu mà cái danh nó không tắc ý á, nó không có khởi lên trước á, cái sắc nó giống như là nó cứng đơ này, nó phải có một sự tắc ý. Cái sự tắc ý nếu mà mình chậm á, còn thường thường đa số mình làm á, mình nhiều lúc mình nói chuyện hay mình chạy trước á, mình toàn là giống như mình nghĩ là cái thân này làm, chứ thật ra cái tâm nó tự nhiên nó nhanh quá mình bắt không kịp thôi, nó không kịp thôi. Và mình phải có, nếu mà mình đã qua, tại sao những vị thiền sư ưa dạy mình chậm lại để ý khi mà mình muốn giơ tay hay mình muốn làm gì đó thì phải có sự cái tâm tác ý. Cái mình thấy có cái tâm là mình phải có nó muốn thì cái thân nó mới làm được. Nếu mà cái mình không có tâm, mình không có muốn thì thân nó giống như vậy thôi, nó là
thì bởi vì mình tu thiền với mấy vị thiền sư thường khuyến khích mình á là mình phải chậm lại để thấy rõ được danh và sắc là như vậy đó. Thì nãy các bạn chia sẻ vậy là thì khi mình thấy rõ và mình thấy thật ra cái danh và cái sắc này nó chỉ là cái đất nước gió lửa tứ đại thôi, nó sự cứng mềm nóng và di chuyển thì thấy rõ thôi, mình chỉ xin bổ túc vậy thôi. Dạ, xin cảm ơn. Ai xa đâu, xa đâu. Mấy câu hỏi như nãy trả lời rồi, hỏi dí cho chánh tâm tăng là trả lời luôn rồi đó. hỏi chánh tâm dí vòng giải thích luôn rồi. Giờ quý vị cho ý kiến về cái chữ mà quan sát á. Bây giờ như mình đi kinh hành mình quan sát thì cái chữ quan sát này mình phải nên hiểu như thế nào? Hiểu như thế nào mới đúng với cái chữ quan sát? À, mỗi việc có cái suy nghĩ mình chúng ta còn nãy là đang diễn tả cái sự như mình đi dơ bước lộn đạo, giờ cái chữ quan sát mình phải hiểu như thế nào mới thật sự là đúng cái chữ quan sát. Rồi mời quý vị cho theo kinh nghiệm của mỗi người nha. Nam mô Bụt Thầy. Dạ thưa thầy, khi mà tụi con giống như hồi nãy giờ diễn tả là khi đi thì mình sẽ phải trái, rồi cái sự biết cái đó là cái cách mà mình đi, rồi mình sẽ phải nhìn cho thấy có tác ý nữa, thì cái đó là mình chỉ học là mình biết cái đi cách đi thiền ra làm sao. Rồi khi mà mình lên mình phải biết cái đó trước, rồi bắt đầu khi mà mình vô sâu mà mình quen cái đó rồi đó là mình phải tập quan sát. Thì theo con biết được ca thế cũng như thôi đó, là khi mà con quan sát thì coi giống như là mình tách ra khỏi cái mình, rồi mình quay lại con mình đi làm sao, giống như là cái khi mình đi có dục chạc hay không, mình đi với một cái tâm gì, rồi nguyên như mới để ý lên cái tâm mà nguyên như đang coi cái đi đó là cái tâm con nó đang là bình lặng, nó đang an bình, hay là nó có trào cử, hay là cái tâm con nó đang có tham, cái tâm của con đang có sân, trong khi mà con đang đi đó khi mà con đi phải đi trái vậy thì nó có dục chạc hay không. Rồi một thời gian con quan sát thì con thấy cái tâm nó có thay đổi, cái người con nó có thay đổi, nhưng mà cái tâm khi mà cái tâm quan sát của con nó bình an thì con thấy cái người nó khỏe. Còn khi mà một hồi thấy cái người nó hơi bức xúc, nó hơi khó chịu, thì khi mà cái tâm bức xúc khó chịu đó thì con lại nhìn cái tâm quan sát của con nữa, con thấy khi mà cái tâm bức xúc khó chịu thì cái tâm quan sát nó cũng quan sát thôi. Mà khi mà Nguyên Như thấy được cái tâm quan sát nó ok á, thì cái bức xúc khó chịu của cái tâm đó lại mất tiêu thầy. Còn khi mà bữa nào mà con đi mà con thiệt là bực bội mà con quên nhìn cái tâm quan sát đó thì con bị cái bức xúc khó chịu nó kéo đi mất, là con mệt luôn. Thành ra lâu lâu nhiều khi là mình phải để cái nốt đó, là phải để ý cái tâm quan sát để coi cái sự cân bằng của tâm. Thì khi mà con cách ra một cái là nhìn cái thân, rồi một cái là cái nhìn tâm bất an hay tâm an, rồi một cái nữa con nhìn cái tâm quan sát á, thì con thấy là một thời gian mà mình tập á, khi mà mình để ý cái tâm quan sát nhiều á, thì cái người mình nó chuẩn hơn, nó ba lăng hơn. Cái đó là con thấy được cái bản thân của con. Dạ con xin nhường mic lại cho Quỳnh Lý ạ. Dạ nam mô Bụt Thầy, nam mô Tam Bảo Sanh Thầy. Con phước xin phép cũng có câu hỏi lại cho cả nhà mình về vấn đề mà hồi nãy chúng ta trình bày về cái chuyện mà đi kinh hành chẳng hạn, rồi mỗi một cái nhất đẩy duỗi đạp gì đều có tác ý. Nhưng mà có một cái điều con cũng có cái chuyện nhận xét là không dỡ chân lên, tại lúc đó mình đi chậm nha. Đi chậm để mình quan sát từng cái hành động, tại vì do lúc đó thiền sư bảo là làm như vậy. Nhưng mà đang đi trong cái thiền đường thì thấy chim nó bay, rồi tiếng chim, rồi tiếng người ta đang sửa nhà, rồi có những cái hoạt động khác. Thì có những lúc thì âm thanh nó khởi lên, hoặc là cái hình ảnh con chim nó bay xà xuống, nó đậu trên cỏ, trên cây vậy đó. Thì cái tâm
thấy cái tâm của mình nó hướng về những cái cảnh đó, nhưng mà cái chân nó vẫn đi nha, chân nó vẫn đi theo cái đà, theo cái quán tính của cái bước chân mình đã đi gần cái tiếng đồng hồ rồi đó. Nó đi thôi. Tại vì giống như bây giờ nó đang nói chuyện hồi trước, nó thấy cái con sóc nó đang rình rình mò, nó đang chôn cái hộp cái gì chẳng hạn vậy đó, nhưng mà cái miệng mình vẫn còn nói. Hoặc là có lúc mình lên đàn, nhất là cái thanh đàn piano như guitar cũng vậy, ta trái là một chuyện, ta phải là một chuyện, rồi hai tay làm chuyện khác nhau hết trơn trọi, mà mình không biết mình đang khởi cái tâm hoặc là tác ý mình làm việc với cái tay phải, thì cái tay trái nó làm sao, tay trái nó, tay phải nó hay làm hai chuyện khác nhau hết trơn trọi. Thì con có cái câu hỏi đó. Hoặc là mình đi trên xe, lái xe, chân đạp ga đập thắng gì đó, tùy theo cái hoàn cảnh. Rồi phải lái cái tay thì phải lái theo cái đường. Rồi nhiều khi mình đang lái xe mình cũng nghe nhạc chẳng hạn, rồi ca theo. Lúc ca theo con đang ý thấy mình ca theo các bạn. Rồi có những lúc mà thấy giữa có chuyện xảy ra, thôi dẹp cái chuyện ca rồi tập trung chú ý lại cái chuyện lái cho nó rõ ràng, nó vững vàng. Thì lúc đó thì quên bỏ cái tiếng ca qua bên, cái lời ca qua. Chứ bình thường lái bình thường thì tay chân vẫn hoạt động. Rồi ca theo tiếng ca như vậy thì cái hoạt động của cái tay chân nó có cái tác ý hay có tác ý. Cho nên là có trong đời sống chúng ta có nhiều cái hoạt động. Lấy ví dụ chúng ta đang thức, đang nói chuyện ở trình pháp qua cái lớp học, nhưng mà mọi cái âm thanh, mọi cái hình ảnh mở mắt ra là thấy, cho dù có muốn nhìn cái cảnh trước mặt nó, cho nhìn dù muốn nhìn cái cây bông hoặc là cái tượng Phật trước mặt mở mắt ra là nó thấy à, chứ đâu phải là do muốn nhìn nó mới thấy được đâu. Cho nên là cái câu hỏi của con trở lại là đồng ý rằng cái hoạt động của chúng ta nó có tác ý, có cố ý, có hoạt động đó, còn những cái hoạt động nó không. Ủa, đạo tràng có còn nghe con không vậy? Sao nghe tiếng gì bíp bíp vậy? Ok, nhà còn nghe. Ok, nhà cảm ơn. Thì cái câu hỏi là đơn giản là vậy, thì chúng ta có rất nhiều hoạt động. Vậy thì cái hoạt động nào mới là cái hoạt động có cố ý, hoạt động nào nó hoạt động là không có cố ý, mà hình như là chúng ta hoạt động không có cố ý rất là nhiều. Dạ, con xin hết ạ. Dạ. Ơi, xa thứ. Thì bởi vì chính cái vấn đề này đó, cái nơi vậy. Chúng ta nên để ý chút, quan tâm chút xíu. Nhất là lúc chúng ta đi vào hành thiền. Nhiều khi mình tưởng là mình đang đi vô được cái con đường thiền định, mình đang định hay là mình đang này kia nói, nhưng mà thật sự tâm mình lẹ ghê lắm. Tâm mình kinh khủng lắm. Trong một cái khải ngón tay là không biết bao nhiêu cái tư tưởng nó phát sinh. Thành ra chúng ta có thể một lúc có thể làm được rất là nhiều chuyện. Ví dụ như nói như nãy Lý nói đánh đàn, vừa đàn rồi vừa tay trái rồi vừa tay phải rồi vừa nhớ bài nhạc rồi vừa nhớ chỗ này phải diễn tấu làm sao, chỗ kia phải diễn tấu làm sao, trong một tích tắc bao nhiêu thứ chuyện đó nó phát sinh trong đó. Thì như vậy chúng ta thấy là cái tâm mình ghê gớm. Nó lẹ ghê gớm, nó rất là kinh khiếp. Mà tất cả đều có tác ý hết. Nhưng mà cái nào là trưởng, cái nào không trưởng, cái nào là chính, cái nào phụ thôi. Chứ không phải là nó không có đâu. Nó đủ thứ vấn đề, mình đúng là vậy đó. Tức là đều có cái tâm sở tác ý đó. Đều có hết. Nhưng mà cái nào mà mình đang làm chủ yếu mạnh đó, thì nó mạnh về cái đó. Nào chủ yếu nhẹ thì nhẹ. Thì giống như mình lái xe, mình chủ yếu về mình nhìn trước đường. Thì tu vừa yêu là được hết chứ, tu yêu chứ. tu yêu quá. Giống như vô đường thiền, cái người đó đang ngồi thiền. Đang ngồi thiền, cái dịp dầu qua thấy cô nữ cái khoái. Thiền mà thấy người nữ đẹp cái bên vẫn khoái như thường. Tu khoái khoái. Tâm mình lẹ lắm. Nhìn cái khoái liền. Giống như Lý ngồi nữa, nhưng mà đang ngồi thiền cái phía sau nghe cái mùi hương của người phụ nữ phía sau lưng bốc lên, đang hít vô biết hít vô nghe khoái, hít ra thở ra biết thở ra khoái. Đó, dẫn mặt được tâm mình lẹ ghê hồn lắm, cho nên mình phải rất là cẩn thận trong cái đề này. Đó là cái đề một, cái khải ngón tay hàng trị tỷ sắc na tâm nó sanh diệt, mà những cái lộ tâm nó phát sanh kinh hoàng lắm.
nó mới bởi vậy mới 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 giải thích được cái vấn đề mà trong một tích tắc mà mình có thể làm được nhiều việc nha. Nhất là mấy người đánh đàn piano, quý vị thấy piano, nhất là những tay cao thủ đó, đánh quý vị thấy tay trái chạy khác tay phải chạy khác, hoặc là tay trái đệm tay phải chạy scale mà thế, thì mình thấy là cái chuyện mà gần như là impossible ha, rất là khó mà làm được, mà người ta làm được hết, tập thời gian làm được hết. À, cho nên mình thấy ngay cả tới thần thông đang làm được, thì cái tâm mình nó ghê gớm lắm. À, mà mình đừng có dội mà tin đó, mà cái tâm mình đừng có tin đó, nó suối mình dữ lắm, nó suối tao bậy tao bạ, nó cứ cho mình lên mây, nó cứ đưa mình lên mây. À, rồi trở lại cái vấn đề mà cái chữ quán sát này đó, quán sát thì quý vị hiểu sao về cái chữ quán sát đó cho thật là đúng, cái đó rất là quan trọng trong cái thiền quán. Bởi vì giờ thí dụ như mình nói đi, mình phải đi chậm chậm, dơ bước đụng đạm, thì khi mình làm dơ bước đụng đạm vậy mình có quán sát không? Giống như bây giờ mình quan sát là ví dụ như giờ chánh tâm nó đang đứng đó, hay chánh tâm nó bước ra ngoài thì mình nhiều quan sát theo. À, chánh tâm nó bước nhanh thì mình quan sát nhanh, nó bước chậm mình quan sát chậm, chứ giờ mình đâu có bắt chánh tâm đi chậm được, mình đâu có bắt chánh tâm đi chậm, đi nhanh đi chậm là quyền nó chứ mình bắt được. Vậy nhiệm vụ của mình là giữ quan sát thôi, chứ bây giờ để ý cái này lại cái việc này. Quán sát là một cách khách quan hoàn toàn, chứ mình đừng có bắt cái thân nó phải làm gì đó. Cái thân là thân, như mắt mới thì mình bắt nó làm. À, ví dụ như giờ Nguyên Trang muốn đi thẳng thì thẳng, muốn quẹo quẹo, muốn đứng đứng, hoặc là đang đi ngã nghiêng té thì cái chuyện là chuyện của nó, giờ chuyện của mình là mình quán sát, chuyện của cái tâm đúng rồi đó, quán sát là cái tâm nó quán sát, chứ mình đừng có bắt cái thân nó làm theo cái tâm. À, mình đừng bắt ngồi giờ mày phải đi chậm nha, phải từ từ rè 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 dơ bước đụng đạp dơ bước đụng đạp, nên mình làm như là mình đặt vô một cái thế rồi. À, mình đặt cái thân mình bị áp chế vô trong một cái khuôn khổ, mà khi mình áp chế thì cái tâm mình nó mất cái sự quan sát đi, mất cái độ quan sát đi, thì những cái cách đó là như là lúc đầu thôi, lúc đầu để mình tập cho cái tâm mình nó có một cái sự an định trên đó thôi, nhưng mà chưa gọi là quán được, chưa gọi là thiền quán được. Cho nên mình phải buông hết để mình quan sát. À, mình buông hết mình quan sát cái gì đây, con đi mà còn có tưởng bước chân, thì mình còn tưởng là mình còn bị dính rồi, dính mắt vô cái tưởng rồi, dính mắt vô cái tướng của cái bước chân này, mình nghĩ cái chân dơ bước người tư tưởng cái đó là mình còn bị kẹt vô đó, chưa quán được, phải tách ra luôn. À, mình phải tách ra, mình đứng cái tâm mình phải quan sát, thật sự là quán phải quan sát đúng nghĩa là cái chữ quan sát. À, tức là mình giống như mình với chiếc lá mùa xuân đứng nhìn một người khác mà đi. À, ví dụ như thấy Nguyên Trang đi tới đi lui đó, mình quan sát thôi, chứ mình đâu có bắt Nguyên Trang phải đứng, bắt Nguyên Trang phải đi chậm được đâu, đâu có bắt được, đâu đi sao tao đi chứ. Nhiệm vụ của mình là quan sát, thì như thế nào khi mình hành thiền cũng vậy đó. À, mình đi là mình cứ đi. À, cái chân nó đi mình quan sát. À, à, ta đứng ra đi đúng rồi, không can thiệp được, đúng rồi đó, nói cái này dễ hiểu, tức là không có can thiệp cho được. Còn mình can thiệp vô là mình hết quán rồi, can thiệp vô là mình không còn dính vô, không còn quán nữa, và mình nhào vô cột rồi. À, cho nên mình phải đứng ngoài thôi, ra mình để đi, khi mình đi giờ mình quý vị thử tập lại rồi nó khác liền, tập lại bảo đảm quý vị sẽ thấy cái pháp chân đế nó hiện bày liền, bởi vì mình đứng ngoài vậy mình mới thấy được cái sự thật nó xuất hiện. À, mình rinh mình rinh mới thấy được. Còn bây giờ mình nhảy vô gỗ là hết thấy rồi. À, cho nên mình đứng lại mình rình. À, mình cứ đi cho đi tới luôn, cứ đi sao mà đi, cũng đi nhanh mà đi, cũng đi chậm mà chậm thì mình thích chậm thì cho mày chậm. À, muốn nhanh thì nhanh. À, muốn đi sao đi, muốn nghiêng ngã gì đó thì cứ quán sát hết. À, mình quán sát khi một lúc nào đó đó cái pháp thực tính nó hiện rõ lên cái là quý vị bụp liền cái lúc đó liền. À, quý vị bụp thấy liền cái pháp thực tính nó liền. À, mình sẽ thấy được hoan hỷ lúc đó, mình đi mình kinh hành mình sẽ thấy rằng nó có cái gì đó rất là xa thú, rất là hạnh phúc trong đó. Còn mình đi mình áp chế lát mệt lắm, cái gì mà áp chế lát mệt lắm, mình bắt phải dậy đi, giống như cái máy mình kẹp mệt mỏi lắm, mình cứ buông đi rồi về thử bảo đảm kìa, này quý vị thử một chừng trong vòng một tiếng ngồi, quý vị sẽ thấy được cái pháp thực tính nó sẽ xuất hiện, pháp chân đế mình thấy, bởi vì mình đã thấy được cái nó chứ mà mình khó thấy lắm.
đó là theo ý và đóng góp thêm để chúng ta thấy được thật sự của cái sự chuyển động của cái sắc quẩn chuyển động như thế nào. Rồi trong khi chuyển động như vậy, những hệ sắc quẩn chuyển động thì thọ tưởng hành thức nó phải chuyển động theo, còn mình đứng một cái trạng thái khách quan lấy trí tuệ để quan sát, rồi mình thấy đã lắm luôn đó, mình giống như mình đi coi phim ha. Đúng rồi, giống như xem phim đúng rồi đó. Mình lấy nó đúng rồi. Mình xem phim, giờ mình coi phim nó đang quýnh lộn, giờ mình kêu nó đừng quýnh, sao đừng quýnh nữa, phim nó đang bay đã mà mình kêu nó ngưng đừng quýnh, tội nghiệp nữa, sao nữa, đúng không? Mình cứ đứng, khách quan mình coi thôi chứ mình đâu có làm gì được cái chuyện đó. Nhưng mà mình coi lát mình sẽ thấy, mình thấy vấn đề, giống như mình thấy cái chỗ này sẽ phát sinh gì, phát sinh gì, mình sẽ thấy rất là rõ, rất là đặc biệt trong cái thiền quán, đúng nghĩa là thiền quán một cách thật sự là khách quan hoàn toàn. Không có áp chế nha, cái gì nhá, áp chế là lúc đầu thôi, mình bắt buộc chút xíu vậy thôi. Bây giờ mình làm lại thử rồi cái vấn đề này nó sẽ như thế nào. Rồi xin mời quý vị có cái đóng góp thêm nha. Rồi. Dạ con xin kính tri ân, hôm nay thầy là ban phát bụi bối cho tụi con xa thú thầy giáo. Dạ thưa thầy, hồi nãy mà thầy quay vòng vòng anh Chánh Tâm cái vụ mà cái cọng tóc đó thầy, công nhận con thấy cái cọng tóc của thầy nó quá nguy hiểm. Anh Chánh Tâm mai muốn gặp thầy kinh là phải né mấy cái cọng tóc ra như chết không kịp ngáp. con xin thầy cho lại cái thí dụ cái chỗ mà khi mà mình hoặc là tóc hoặc là lông móng răng da, thí dụ như thầy có thể cho tụi con một cái thí dụ đó, thì cái từ cái pháp quán 32 cái thể trược á, mình làm sao mà mình từ cái thô tướng mình chuyển qua cái định, rồi mình cái chuyển từ cái đó khi mình tập quen mình qua cái quán làm sao. Hồi nãy cái lúc thầy trả lời cái tụi con nghe không có rõ, từ vì trí tuệ nó chưa có được cái tâm sở tuệ quyền nó chưa có được chiếu sáng đó thầy, thành ra cái chỗ đó nó hơi mập mờ, thầy có thể dạy trong cái chỗ đó. Rồi một cái nữa là nguyên như xin phép thầy chỉ cho tụi con là thí dụ bình thường đi quán cái pháp tứ niệm xứ của mình đang tập hồi xưa giờ tụi con làm á, với lại mình hành từ 32 thể trược là mình đi từ cái đường đó qua, thì nó interesting hoặc là nó bâm bì như thế nào vậy thầy, thì tụi con cũng thiệt là rất muốn học. Dạ con xin nhân mic lại cho thầy ạ. Thật sự trong cái vấn đề mà tập về 32 thể trược, chúng tôi cũng ít cái tập cái này đó. Chúng tôi lấy cái thực tế nhiều hơn, lấy cái thực tế về cái thể trược, về cái quế trược. Tức là khi mình có những cái quế trược, chẳng hạn như bây giờ người bị ho này ha, giờ mình ho mình khạc ra cái chất đàm, thì khi mà khạc cái đàm đó, mình nhìn cái đàm đó mình quán liền, mình quán thể trược liền. Đây là cái chất dơ bẩn chất thể trược ha, thì mình có vậy thì người khác cũng vậy luôn. Cái lễ sư thông bây giờ thì khi mình quán thể trược vậy á, mình nhìn theo cái kiểu mà ngay thực tế trước mắt mình đó, nó là một cái sự thật. Đây chúng tôi thích cái vấn đề sự thật hơn là tưởng. Tức là mình thấy cái sự thật là mình thấy được cái sự dơ bẩn đó. Khi mình thấy được vậy thì mình quán mình có những cái chất dơ bẩn này thì người khác cũng có những cái dơ bẩn đó. Khi mình nhìn vậy cái sự mà ái luyến mình nó giảm liền, nó giảm thấy rõ. Cho nên đó là cái cách mà chúng tôi tập là bắt ngay cái hiện tại liền. Và chẳng hạn như những cái gì quấy trường trong người mình ra thì mình quán cái đó liền, mình ghi nhớ, mình ghi nhận cái đó liền, rồi mình nghĩ qua cái người khác, mình tác ý quán nội phần, quán ngoại phần, nó đem tới cái lợi ích rất là nhiều, rất là lợi lạc liền ngay trong hiện tại. Bởi vì nó là mình thấy như thiệt mà, mình thấy thật, mình nghe thật, mình biết thật, là chắc thật điều đó. Chúng ta thích về cái này hơn, thích về cách mình quán thể trực, quán cái sự dơ bẩn đó ngay cái thực tế liền, rồi từ đó mình áp dụng cái đời sống thì mình thấy nó hiệu nghiệm hơn. Mình thích hơn cái mà về tụ tập về từng nhóm đó, nhóm năm đó. Mỗi cái có cách, mỗi người có cách theo cái thích hợp của mình. Thì chúng ta thường tập cái này nhiều hơn cái kia, đó là vấn đề như vậy. Còn cái niệm về tóc thì khi mình niệm về tóc rồi khi nó xuất hiện rồi màu sắc này kia, rồi cái thân tướng của sợi tóc, cái hình tướng của tóc là cái hình ống này kia, rồi tới sơ tướng rồi quan tướng đó, tất cả đều là những cái pháp giới định hết. Nhưng mà khi mà mình tác ý qua cái chân đế nó khác bắt đầu mình đi qua thiền quán thì mình sẽ bắt đầu mình dùng cái mình phải tác ý, dùng trí tuệ mình quán sát về tứ đại của nó,
À, lúc đó mình phải dùng trí tuệ để mình soi xét, nhưng mà mình không áp chế. Quý vị nên để ý cho này ha. Thường thường mình hay bị áp chế vô cái vấn đề. Ví dụ như mình nhìn vô sản phẩm mình nghĩ là cứng 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 cứng, thì mình nói là mình áp chế rồi. Mình áp chế chứ đâu phải là mình mua bán. Quý vị đồng ý đâu? Ví dụ giờ, giờ mình nhìn cái cục đất mình niệm nó cứng 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 là tại mình áp chế vô cái chữ đó. Đâu có cái chữ chữ cứng đâu có đâu. Mình nói là cứng cứng thì coi như là thành là tục đế tiếp rồi. Thì mình cứ quán là mình thắc ý, dùng trí tuệ mình suy xét rồi về cái thực tính nó là sao. À, mình coi, mình dùng chẳng hạn như bây giờ chúng ta nói giờ hơi thở đi. Mình hít vô, thở ra, hơi thở vô, thở ra, cái mình nói là gió, 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 cái đó là mình trật lắc. Mình nói là mình trật, hoặc là mình suy nghĩ là mình trật rồi, mình suy nghĩ là mình chỉ là áp đặt một cái từ ngữ vô thôi, là cái đó là nó đâu phải pháp thực tính. Đó, thì khi mình bắt đầu mình chỉ lúc mình không có làm gì nữa đó, mình chỉ dùng trí tuệ mình quan sát thôi. Quý vị quan sát giống như quý vị đi, quý vị đâu có áp chế cái chữ gió cho được. Nó gió đi, gió gió mình thấy, tất cả chuyển động là gió. Cái bắt đầu mình nghĩ, cái tâm mình nó tưởng tới gió 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 là mình rơi vô, đúng là khái niệm đó. Mình không có gì làm gì được, mình chỉ nhiệm vụ là quan sát thôi. Pháp thực tính tự động nó lòi ra, mà khi nó lòi ra mới thấy được thôi. Chứ nó không lòi ra mình tưởng tượng là không được, tưởng tượng là chặt rồi. À, ngay cả bất cứ cái gì vậy, tóc lông móng răng da thịt gân xương máu mủ ruột thôi. Mình quán thực tính pháp đó là mình phải dùng trí tuệ, phải như lý tắc ý vô đi xô mà nó xích ra đó, tức là mình phải khởi ý lên để mình quan sát, coi giống như mình rình mình nghiên cứu khoa học vậy đó. Mình nhìn vô mình coi con vi trùng này nó sao sao, có bao nhiêu chất chất này kia, thì mình chỉ cái nhiệm vụ là mình quan sát, dùng trí tuệ quan sát. À, để mình khám phá được cái thực tính pháp đó. Chứ mà mình áp đặt, mình để vô một cái gì đó là năm ra là, thì mình rơi vô cái thế mà mình định đặt rồi. À, mà hãy rơi vô định đặt thì nó che cái pháp thực tính liền, nó che pháp thực tính liền, mình không thấy được đâu. À, cho nên cái vấn đề là cái chỗ khó là khó cái chỗ đó ha. Có cái chỗ là thiền quán khó lắm, rất là khó, tinh vi đó, cái chỗ là không thể dùng từ ngữ để mình nói được, rất là khó. Nhiều cái trong tâm mình nó phát sinh những cái cảm thọ, những cái cảm giác nó khó mà dùng từ liên lạc lắm. À, cho nên đây là cái vấn đề mà pháp trí tuệ mà khó, rất là khó. Khó thiền định khó 100 lần, thiền tuệ khó còn cả 1 triệu lần, rất là khó. Nhiều khi cũng nản luôn. Rồi xin nhờ mọi người biết lại cho mọi người. Dạ kính thưa thầy, bây giờ con quay lại cái chỗ mà cái cọng tóc đi. Ví dụ như mà mình vô mình ngồi mình quán thấy trược á, giống như hồi nãy anh Chánh Tâm cũng nói là nếu mà mình muốn á, thì mình lật vô mấy cái cuốn mà sinh vật học á, để mình biết cái tế bào của cái cọng tóc. Tự nhiên khi mình không có đọc đó, mình không có biết cái cọng tóc nó ra làm sao, nhưng mà trong cái hình sinh vật học như thấy á, là nó là một cái cọng, nó từ dưới, nó phía dưới, ở dưới da, rồi ở dưới da nó cũng có chất mỡ, chất máu, đủ thứ, mạch máu tùm lum hết, rồi mới lên cái phía ngoài, rồi mình mới lên có cọng tóc nó nhỏ ở phía trên, nó mọc ra khoảng ngoài da. Thì khi mà mình phải biết đủ cái structure của nó đó, thì mình vô mình quán dễ hơn. Nếu mà thầy nói là khi mà tụi con biết những cái đó là cái cấu trúc sinh lý, cấu trúc hóa học của nó, sinh vật học của nó rồi á, thì tụi con quán. Nếu mà như vậy là chỉ ngừng lại giống như anh Chánh Tâm nói là từ cái định thì qua cái về với cái phần định giống như anh nói thôi. Còn khi mà thầy nói qua cái mà cái quán của nó mà mình biết được, dạ đúng rồi, anh Lý, khi mà mình học vậy là cái kiến thức tục đế đưa vào rồi, là nguyên như ngừng ngay cái chỗ mà tục đế, thì cái chỗ đó là cả lớp mình là thông rồi đó. Nhưng mà khi mà thầy nói chuyển qua cái pháp thực tính để mình quán, tự vì 100% là thầy đã đồng ý là khi mà mình dùng qua 32 thể thực này á, mình có thể đắc được thánh đạo, thánh quả và đạt được niết bàn luôn. Thành ra nguyên như thắc mắc á, nếu mà mình cứ nhìn ngừng cái chỗ tục đế đó rồi mình quán làm sao thầy, tự gì cái đó là chỉ là cái sắc pháp thôi. Rồi nếu mà mình nhìn trong cái tâm của mình á, thì mình dùng ý là cái pháp xứ của mình mà mình quán. Rồi khi mà làm vậy thì làm sao mà tụi con nhìn cái thực tính pháp được, tự gì cái đó là nó cũng không có thiệt luôn, cái đó là chỉ có cái trong tâm thôi. Nếu mà cái hơi thở á, thì nó là nó real, tụi con thấy nó rõ ràng, nó chuyển động, nó có thiệt ở trong của tụi con luôn. Nếu mà không có thì nó chết mất rồi. Nhưng mà cái pháp mà về quán ở ngoài đem vô đó, thì cái lúc đó cái bản chất nó đã, cái cọng tóc nó đã không có thiệt rồi, thì làm sao mà tụi con dùng cái đó tụi con vô cái thiền quán được
thầy, cái chỗ đó là mình đã dùng cái không real rồi, làm sao mình chuyển qua được, rồi mình thấy cái thực tính pháp là chỗ nào. Chẳng hạn như bây giờ con có cái cọng tóc ngay trước mặt của con để ngay trước cái bàn của con luôn đi, thì cái đó là con có là một cái sắc cảnh sắc rồi, thì con nhìn đó thì con mới biết nó là sắc pháp. Nhưng mà bây giờ cái này là nó nhắm mắt lại luôn thì làm sao thầy? Xin thầy giải thích lại cho lớp cái chỗ này thưa thầy. Rồi. Thì cái mà ở trong tâm của mình nó thuộc về cảnh gì? Cái gì mới biết nó thuộc cảnh gì? Thì cảnh pháp thì đúng rồi, cảnh pháp nó là pháp, nó có thiệt chứ sao có thiệt được, nó pháp thực tính này, cảnh pháp. Mà cảnh pháp mặc dù nó lúc đó không còn là sợi tóc nữa, mà nó trở thành cảnh pháp. À, không phải là trở thành cảnh pháp thì giờ mình quán pháp, thì lúc đó mình quán pháp, mà quán pháp thì khó lắm. Mình quán sắc còn chưa được, mình qua tới quán pháp thì đâu có đơn giản như vậy, phải đơn giản dễ dàng mình làm được đâu. Và ra cho nên bởi vì tại sao mình phải nhiều khi mình phải lấy cái cọng tóc ra đứng mình để nước mắt mình nhìn, cọng tóc để mình nhìn, mình để mình quan sát, cái đó là thuộc về cứng mềm nữa. Nhưng mà khi mà đi vô tới dòng tâm thức là thuộc về quán pháp rồi, vô đi sâu vô đó, dễ vậy khó lắm. Bởi vì thì quán nó khó đó, cho nó khi vô quán tới quán pháp rồi thì trong pháp cũng có 16 sắc tế gì đấy, có những cái sắc tế thì trong cái tóc này có những cái vi tế ghê gớm lắm, vô trong cái pháp rồi nó bước qua những cái vi tế hơn nữa, còn tới nhiều cái mà mình cũng đi cái đầu luôn khó. Nhưng mà cứ bình tĩnh, cứ dùng cái sự quan sát, tại vì chính cái sự quan sát á, quan sát một cách khách quan như chúng ta nói đó, thì chính vì cái đó nó trợ giúp cho mình thấy vấn đề nó mau lắm, thấy rất là mau lẹ. Còn nếu cái gì mà cứ áp chế hoài mình không có thấy được gì đâu, cứ để bình thường mình quan sát rồi thôi, chứ mình đừng có áp chế, cứ buông lỏng quan sát, thoải mái quan sát thì sẽ thấy vấn đề nó chiều khi trong vòng tích tắc rồi mình thấy rồi đó, trong vòng một cái khải ngón tay mình có thể thấy được đó. Chứ không phải đơn giản. Nhiều người bấy xe tại sao xưa Đức Phật chỉ còn nói một câu mấy người đắc đạo hết là vậy đó, thì nói tôi tâm quan sát, tôi quan sát liền thì nó như vậy mới được. Còn mình cứ đặt để áp chế vô này kia nọ thì vô phương, cái đó là vô phương là mình đắc đạo. Thì giống như mình bắt tại vì cái gì đó rồi đó là cái vấn đề nó như vậy ha, nắm được ha. Ok. Dạ, yeah, con xin kính đánh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni. Dạ, yeah, con xin kính chào thầy Kinh, kính chào đạo tràng. Dạ, yeah, con cũng xin bổ túc thêm, thật ra cái chân đế mà Nguyên Như muốn hỏi thấy, thật ra đó, cái người nào mà tu tập được á, nói cảm nhận hay không, cái cảm nhận hay không, mình, cái tâm mình biết à, cái tâm biết à, cái người mà tu tập về thiền quán á, họ sẽ biết nóng lạnh cứng mềm và khổ hay không khổ, hay là cái tâm họ lúc đó họ không, giống như là cái tâm đứng ở ngoài và hiểu thấy cái pháp nó vận chuyển, nếu mà mình can thiệp vô là nó đi ngược liền, nó không có đúng như vậy liền. Mình chỉ mà nếu mà mình cái tâm mình mà quân bình á, mình đứng á, mình thấy nó sẽ đi chuyển từ hết cái level này nó lên cái level khác, là nó rất là hay. À, nếu mà cái tâm mình như vậy đó, mình sẽ thấy ô, cái nóng lạnh cứng mềm này nó lúc thì nó lạc, lúc thì nó khổ, lúc thì nó không lạc không khổ. Từ mình cứ để mình cứ tâm mình biết, chứ đừng có nói là tâm không biết. Biết tự nhiên mình quân bình, mình đứng, mình không can thiệp, nó cái pháp nó là nó như vậy à, nó không có thể nào mà mình muốn, bởi vì nó nói là cơ thể nó là vô ngã, mình muốn the way nó đi như mình muốn không có được. Nếu mà mình đứng ở ngoài là cái pháp nó, cái thực tính nó là như vậy rồi, không thể thay đổi được nha. Yeah, mình xâm thâm mình thấy oh my goodness, mình mà khi mà mình khởi lên cái có cái khái niệm á, là cái pháp nó đã đi lộn rồi đó. Đó, bởi vì khi mình thấy dù nó hỉ hay không hỉ hay lạc, mình cứ để cái tâm mình quân bình, cứ nhìn quan sát, để cái tâm vậy, không có hỉ nổ ái ố gì trong đó, hay là lúc đó mình sẽ thấy gõ cái thực tính pháp á, mình rất thấy là nó hay lắm đó. Dạ, mình chỉ xin bổ túc thêm vậy thôi. Dạ, sa thú anh chánh tâm. À, ý của Nguyên Như trả lời cái câu hồi nãy, cảm xúc của anh á, là tự nhiên Nguyên Như đang hỏi thầy
về cái thí dụ mà cái cộng tốc là mình quán 32 thể trược, rồi làm sao mà mình dùng cái cộng tốc đó mình vô thiền quán. Thành ra lúc đó là anh nói là anh ngồi cảm nhận, thành ra Nguyên Như mới hỏi á, là anh có cảm nhận gì về cái cộng tốc rồi nó dẫn đến mình là đắc đạo, đắc quả và nhập niết bàn. Dạ, cái chỗ đó là cái chỗ mà Nguyên Như muốn hỏi, là cái thí dụ để mà mình thực tập đó anh. Chứ không có phải là Nguyên Như đang hỏi là về cái chung của thiền quán, thì cái đó là hiểu rồi. Nhưng mà cái thắc mắc là chỗ mà thầy nói khó nói, với lại cái đó là quán pháp đó. Thành ra nếu mà mình ngồi mình cứ nhìn cộng tóc thì có thể nào mà cho Nguyên Như hoặc là cho Đạo Tràng một cái thí dụ cho nó điển hình một chút xíu là mình làm sao mà mình nhập nó vô cái chỗ thiền quán đó anh Chánh Tâm. Dạ, em xin nhường ít lại cho anh ạ. À, mình xin đóng góp là nếu có gì sai á, xin nhờ các sư và thầy sửa cho mình ha. À, Nguyên Như nói khi mà mình muốn vô thiền quán á, thì mình không cần phải mà đắc định trong sơ thiền, ý mình đắc định trong sơ thiền á, mình cũng phải xả thiền ra. Tại vì trong cái thiền quán á, mình phải thấy rõ thực tính pháp, mình chỉ đi sát na định thôi. Chứ nếu mà mình mà vô trong sơ thiền á, mình không có thấy được thực tính pháp đâu. Tại vì thực tính, nếu mà nói mà lấy cộng tốc mà mình dùng cái đó mà mình vô trong thiền quán mà mình tu là không có thể nào được. Tại vì cái đó là trong cái đó là đó không phải là thực tính pháp. Mình chỉ tu tập đó là trong cái tục đế, và khi mình thấy thì đó thì để thầy kinh nói đi ha, mình đi xuống ha. Thì quý vị nên biết cái thực tính pháp là cái gì, mình phải nắm cho rõ. Ví dụ như nói cộng tốc, thì nếu mình nhìn cộng tốc mình ghi nhận tốc á, thì nó thuộc về tục đế, đúng không? Nó thuộc về khái niệm rồi, đúng chưa? Nó về khái niệm, tốc thuộc khái niệm. Nhưng mà về cái cứng mềm á, thì phải dùng qua cái gì mới biết được cứng mềm cái gì. Chừng đấy, nhưng mà phải qua cái gì mới biết được cứng mềm chứ. Chưa tới cái bãi đâu, chưa đâu. Tam đại thôi chứ sao tứ đại được, phải canh xúc mới thấy được đất lửa gió chứ. Quên bãi cho rồi. Xúc, đúng không? Xúc thì khi mà mình muốn biết được cứng mềm là phải qua cái sự xúc. Đất, lửa, gió thì đất mới có là thuộc về một trong cái tam đại đó. Thì cái tóc mình cầm cái sợi tóc để trước mặt mình cầm cái tóc mình có cảm xúc đó về cái sợi tóc đó. Thì mình tác ý qua cái vấn đề mà tứ đại, mình tác ý qua vấn đề mà sự xúc, thì sự cứng, sự mềm đó. Và khi mình cảm nhận được, mình ghi nhận được cái đó rồi, mình mới dùng cái lợi để mình quan sát trong cái lỗi ý môn của mình, trong cái thuộc về lỗi ý. Vậy đắc đạo là phải đắc qua lỗi ý chứ không lộn ngủ không có đắc được đâu. Trong cái sự xúc chạm hay sự thấy, sự nghe, ngửi không có đắc được, phải đi nó phải chuyển qua cái lỗ ý môn nó mới đắc được. Cho nên khi mình dùng cái đó mình quan sát về cái sự xúc, về cứng mềm nóng lạnh gì đó, mà phải chuyển qua lỗ ý, phải đưa đi nó vô bên trong lỗ ý, thì mới dùng trí tuệ, lúc đó bắt đầu mình dùng trí để mình quan sát được cái cửa gió này, lúc đó mình mới thấy được. Còn bên ngoài chưa đó, ngoài còn lâu lắm, còn xa vời vợi. Giống như là nhìn thấy Nguyên Như mà biết được Nguyên Như là giỏi cỡ nào, sâu sắc cỡ nào thì mọi khó. Nhìn ngoài thấy mọi khó, nhưng mà phải dùng tâm để đưa vô trong tâm, là mới bắt lộ từ tâm Nguyên Như mới biết được như sao mới biết được. Nhìn ngoài tưởng vậy chứ không phải vậy. Vì nhìn ngoài thấy đẹp, thấy hiền lành trẻ trung, nhưng thực sự bên trong dữ lắm chứ. Dữ lắm chứ không phải vừa, quý vị lầm chết luôn. cẩn thận đúng không Thiên Đăng? Đó, nhìn bên ngoài đừng tưởng phải đưa vô lỗi môn mới thấy được vấn đề. Rồi bà Trần, rồi mời bà Trần lên.
Dạ, sao tự nhiên cái đang học pháp cái tự nhiên ba bốn người attack con vậy hả thầy? Dạ quý vị, hôm nay mình học pháp rồi quan hỷ xa thú quá hả quý vị. Hôm nay Nguyên Như thấy là anh Lý đang ngồi làm thầy ký, sao tự nhiên hôm nay sao hiền khô vậy trời ơi. Thầy ơi, anh Lý anh thiền kinh khủng khiếp, anh thiền dễ sợ lắm đó thầy. Cabin cũng vậy, Hà cũng vậy, trời mấy người này là tăng thần sư phụ như không á, mà không biết sao nay lên á gặp đề tài 32 thủy trượt rồi cái mọi người xếp càng hết trơn rồi đó, có mấy người này rồi đó, đi Nguyên Như phải vô rừng chọc cọp rồi giờ cọp ra rồi đó thầy. Dạ Nguyên Như xin mời anh Lý ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Đức Thánh Ca. Nguyên Như quên là hôm nay cái người mà vai chánh trong cái tuần cuốn phim này là anh Chánh Tâm mà. Tại vì anh có kinh nghiệm về cái thiền 32 thủy trược đã được tập ở bên thiền viện Ba Úc, chứ chúng ta là hôm nay là cấp ngồi đá giếng lâu lâu được bắt lên ngồi trên cho nghe chút xíu thôi, chứ người ta nói là biết thì thưa thì tốt, không biết thì vừa cột mà lắng nghe. Dạ đúng rồi, dạ cập. Nhưng mà cũng có cái phần đúng đâu, thực ra là hồi nãy giờ quan nghe cái những cái sự chia sẻ của anh đó, thì tụi em cũng có thêm được chút khái niệm, chứ không dám nói để sau này có dịp để có tu tập để mà lấy kinh nghiệm, chứ Nguyên Như mà bây giờ mà kêu lôi ra mà nói cái gì nói không đúng chỗ, mình không biết mà mình nói cái gì giờ. Dạ con xin hết rồi. Dạ dạ sa thú sa thú sa thú anh. Dạ thầy kinh ơi, tụi con muốn hỏi với thầy á là thí dụ như mà mỗi cái cuối tuần khoảng buổi có tự gì có cái tuần á là tụi con đi làm, có tuần tụi con nghỉ, thầy có thể mà khoảng chủ nhật khoảng hoặc là buổi tối hay là mỗi mỗi hai tuần đi thầy có thể nào mà cho một cái tụi con một cái session giống như là để tụi con ngồi thiền xong rồi tụi con lên tụi con nói pháp với thầy, tự gì thầy cũng biết tụi con rồi đó. Thành ra nếu mà tụi con có thể lên trình pháp, nếu mà được every 2 weeks thì nó khỏe hơn, để khỏi có cần mà phải mỗi tuần nó hơi bị chóng mặt đó thầy. Thì tụi con có thể trình pháp với thầy, tự gì bây giờ nó cũng là COVID. Với lại là nếu giống như Ngài Liễu Tâm nói, nếu mà mình lỡ mà mình không biết đi biết á, mình thành là hành giả họ Tôn, mình lên đất nhà mình ngồi mình tưởng mình đắc hết rồi. Thành ra thầy có thể giống như là chừng nào mà Nguyên Như sắp xếp được á, Nguyên Như sẽ báo với thầy, thì khoảng 2 tuần hoặc là bữa nào mà cực khổ quá thì cũng every 2 weeks cũng được, để cho tụi con có cái một cái guideline, tụi con ngồi thiền với nhau xong rồi có gì nó cũng giống như là sắp tấn cho tụi con, chứ nếu không á lâu lâu mới lên thiền viện tự nhiên nó làm biến lắm đó thầy. Dạ con không biết là thầy có ok không, thì cái ngày thì không nhất định, giống như là Nguyên Như sẽ hỏi với tất cả mọi người khoảng 20 ngày một lần cũng được, thì thầy lên thầy chỉ dù con giống như là chấn chỉnh tránh ý kiến, đứa nào mà thấy là cái hào quang mà ánh sáng quá mà cần phải mà đeo goggle vô thì thầy lên thầy báo cái đó là ánh sáng đèn pin chứ không phải là trí tuệ á thầy. Dạ con xin giao mic lại cho thầy ạ. Giống như mình họp rồi mình thảo luận để mình góp ý nha, vui vẻ thì ok ha. Chứ còn nếu nói chỉ thì không dám đâu, thiền thì chúng tôi không dám mạo phạm vô vụ đó đâu, vụ đó phiền não ghê lắm vụ dính vô vụ đó mà không dám. Còn lên ok tổ chức gửi lên thì anh em có kinh nghiệm gì đưa lên được, mình góp ý được gì đó mình góp ý vậy thôi. Còn thôi kêu thiền sư Chánh Tâm vô dạy thiền đại thiền như đó, mời thiền sư Chánh Tâm vô. Nói chứ mình vô mình chỉ góp ý kinh nghiệm ok, thì như vậy tập như thế nào đó, thì có góp ý lên chỗ nào chúng tôi có nói được gì đó thì nói, còn được thôi cái nào mình biết thôi. Nhất là cái vụ mình vô pháp thiền khó lắm, pháp thiền nó nhức đầu lắm, cho nó chơi gây go lắm. Còn cái câu của chiếc lá mùa xuân nói vậy chứ nãy ai hỏi gì đâu bên này. Đấy, gì đó.
À bước đi hả? Quán gì bước đi hả? Bây giờ vậy nè, giờ chiếc quán màu xưng nha. À, thí dụ nha. Chiếc quán màu xưng đứng đứng đó, nhìn một người khác. À, tức là mình là người ngoài á, mình đứng mình nhìn người khác. Thí dụ màu xưng nghe không? Alo có nghe không? Có nghe không? Mới nói tiếp được. Dạ ha. Rồi. À, tức là mình đứng mình ví dụ mình nhìn ví dụ như bây giờ lấy một lấy Nguyên Như đứng đang đi đi. Nguyên Như đi tới đi lui đi tới đi lui ngồi đứng thì Nguyên Như đang hoạt động vậy thì chiếc lá bùa xưng chỉ có nhiệm vụ đứng nhìn thôi. Mình quan sát thôi. Mình quan sát ví dụ như đi nhanh là mình biết nhanh, đi chậm là mình biết chậm, đứng là mình biết đứng, làm gì làm mình chỉ cần quan sát thôi. Thì đó là mới là cái cách mà quan sát, thật sự là quan sát. Thì như thế nào khi mình đi vậy đó, bây giờ mình đi chân mình muốn bước gì nó bước dài nó bước ngắn nó bước chậm nó thích chậm thì cho nó chậm, nó muốn nhanh thì cho nhanh. Thì nhiệm vụ của mình là quan sát, mình chỉ nhiệm vụ mình quan sát coi những cái hành động này nó phát sinh như thế nào, nó ra sao. Mà khi mình ở một cái vị thế mình quan sát vậy đó, mình sẽ rất là sáng suốt. Ủa giống như quý vị có này có cabin như lại Lý có chơi bi chơi 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 gì đó chơi cờ tướng không biết cờ tướng có biết cờ tướng không ta biết không cờ tướng thí dụ như hai người đang đánh cờ tướng cái người đứng ngoài thấy hơn người đứng ngoài thấy rõ lắm thấy nó chỉ tầm bậy là trong tức điên rồi tại vì đứng ngoài thấy rõ thấy cái nước cờ đi rất là rõ cũng như thế nào đó mình giữ được khách quan mình thấy được những cái pháp thực tính nó thấy rõ lắm thì nó như thế nào là đứng ngoài là vậy đó, là khách quan quan sát là như vậy đó chẳng hạn như giờ Nguyên Trang đang đi tự nhiên cái co cái chân cao lên cái nó đang đi tự nhiên co chân cao lên cái thì chính ngay Nguyên Trang cũng không biết mình đang co chân nha, nhưng mà chiếc lá bùa xưng đứng ngoài nhìn thấy à thấy đang đi tự nhiên co chân lên cái đang đi cái ẹo cái đang đi cái gãi gãi cái thì mình đứng ngoài là mình thấy hết mình đứng ngoài mình nếu mình chú tâm mình quan sát mình sẽ thấy từng chút những vấn đề nó phát sinh vậy thì như thế nào khi mình đi đúng là đi điệu đi mình điệu để cho người khác ngắm nó có thấy có anh nào dòm dòm mình cái Nguyên Trang ẹo cái bộ điệu đó, thì chỉ có một sự quan sát thấy rõ rõ như ban ngày đó thì như thế nào mình đi cái hạnh vậy đó mình cứ đi tự nhiên thoải mái thôi mình cứ đi mình đừng có bắt cái phải đi chậm đừng có bắt phải đi nhanh đừng có bắt cái này cái nữa đúng rồi mình đừng nghĩ để tâm mình rất là thoải mái buông lỏng tâm mình rất là thoải mái mình chỉ có cái tác ý thôi cái tác ý là quan sát thôi tác ý quan sát các pháp đang vận hành thì mình quan sát vậy đó thì mình mới thấy được vấn đề. Còn giờ mình lúc đầu mình tập thì mình áp chế được, lúc đầu mình tập thì mình hồi xưa mấy ổng nghe chị nhiều đặt cái tâm bên chân phải đó, cái tâm đặt bên chân phải bước thì bước xong xưa đặt cái tâm qua bên chân trái bước đặt qua phải bước đặt qua trái bước cứ đặt vậy đó rồi xong xuôi thời gian chân phải giờ bước đụng đạp trái giờ bước đụng đạp bắt mình làm vậy đó mình đi thời gian mà cũng là tốt lắm tập nhưng không phải là không hay nhưng mà nó cũng tốt là giúp cho tâm mình nó được có một cái điểm để an định á tập vậy rất là tốt cho những người sơ cơ lúc đầu rồi tập thời gian quen rồi cái giờ đi ví dụ muốn đi đang đứng muốn đi ý khởi lên muốn đi biết ý muốn đi đúng không ý khởi lên mà biết ý muốn đi rồi khi mà khởi lên muốn đi ý muốn biết rồi cái chân đi chân đi được biết cái chân trái đi biết chân phải đi biết gì đây đi rồi tới cao hơn nữa rồi cái ý khởi lên muốn đi ý khởi lên muốn đi chất gió nó chuyển động là mình muốn đi thì giờ mình biết được cái chất gió chuyển động tới đây là cao đó tới đây là vấn đề khó đó nhưng mà muốn được tới đây được quý vị phải có một cái sự quan sát tinh tế lắm chứ không thôi mình lại mình đâu mình vô tưởng không người lái tiếp là mình tưởng tượng là có gió thổi bay dù mình tưởng vậy thì mình
thấy vấn đề nguy hiểm vô cùng á, cho nên phải cẩn thận. Rồi giờ bây giờ quý vị bỏ đi, xong rồi nó tập nó biết hết rồi phải không, dẹp hết hồi xưa giờ mấy vụ đó là chị dục dừng rác hết, bỏ hết, giờ đi thoải mái, thoải mái tự nhiên, chỉ tác ý quan sát thì quý vị sẽ thấy được cái sự khác biệt rất là độc đáo cho này. Mà ghiền nữa, mà đi cái đó ghiền lắm, giống như mình, giống như Nguyễn Như mà đi đánh ghen đúng không, rình ta rình ông xã đang đi đâu đó, đi theo rình theo rình coi ông đi con nào ghen, đi muốn ghen cũng hấp dẫn mê ly, có phim luôn, nó thành phim luôn. Rồi tới Hà cho bay mọi người. Dạ nam mô. Thưa thầy, hôm qua thì con có hỏi thầy sư Liễu Tâm về cái vấn đề, tại vì sư nói khi mà trước khi hành thiền thì phải có cái giáo lý căn bản sơ khởi để biết danh với pháp, thì ngài có nói về học vi diệu pháp mà con không có nghe rõ, là không biết học vi diệu pháp là học hết từ đầu đến cuối, hay là có cách nào mà học chỉ cái đủ để mình hành thiền không ạ? Dạ con xin giao mất này cho thầy. À, ông ý ông nói là học để nắm được cái danh với sắc á, chứ không phải danh pháp, danh sắc. Tức là mình học mà nắm được về danh pháp là tâm, tâm sở, sắc pháp, sắc pháp không? Sắc pháp là biết là danh sắc, nhưng mà thiếu cái là phải biết cả thực đế nữa. Thực đế quan trọng vô cùng, cái gì thiếu đó là kẹt. Bởi vì mình học thực đế được mình mới phân biệt được. Bởi vì thường mình hành thiện thì mình cứ lọt qua nó hoài à, lọt qua cái thực tế mà lọt qua cái pháp chế định hết, cho nên mình phải biết đó. Mà khi mình biết được rồi đó, thì khi mình hành vô nó lọt qua cái mình biết, nó nhảy qua pháp chế định là mình biết liền, nó mới dễ dàng cho mình. Thật ra cho nên mình phải học hết căn bản, tối thiểu của nó là mình phải học hết cái sơ cấp, là học hết cái quyển Thắng Pháp Tập Lý Luận đó. Mình học hết được cho nó vững chắc xong xuôi, mình nắm được pháp vững chắc thì trong khi học đó mình cũng phải hành. Mà cái cách để quý vị theo kinh nghiệm của chúng tôi ha, thì ví dụ quý vị học đó, mình học cái bài đó mình học mình không hiểu, học mình ngồi suy nghĩ tới suy nghĩ lui, nghĩ chỗ này sao nó bị cái gì khó quá, khó hiểu quá, quý vị xem xét lại, quý vị xếp xét lại, đứng lên cái đi kinh hành, đi tàn đi tới đi lui đi tới đi lui vậy đó, tàn tàn đi thoải mái, đi quan sát, đi đi thiền quán, đi quan sát đó. Đi quán là quý vị dở, người coi là quý vị hiểu không, hay lắm. Có nhiều cái nó độc đáo khi mà mình buông lỏng hết, cái làm như cái tâm mình nó được giống như nó refresh lại, nó làm cho clear lại, cái là quý vị sẽ hiểu là còn thôi là tâm mình đang rối, mình đang suy nghĩ tùm lum rối dữ lắm, rối nghe. Mình nghĩ không ra đâu, còn giờ mình nghĩ mình bí, mình đi kinh hành ra kiếm chỗ nào mình đi, đi thoải mái, đi là lát cái gì gọi là hiểu à, hay lắm. Có nhiều cái cũng độc đáo, là cái chỗ là khi mà mình buông lỏng thì nó đạt được nhiều cái rất là tuyệt vời. Đó là cái vấn đề kinh nghiệm của chúng tôi là có được những cái đó, học hết chứ, thực tính pháp rồi tục chân đế tục đế học hết, rồi học những cái bài, những cái pháp mà mấy bữa chúng tôi đang dạy đó, dạy học hết đó, học qua lộ trình tâm luôn, học vô lộ trình tâm, học hết những cái pháp căn bản hết, học hết luôn vậy đó. Nhưng mà không cần phải đi vô sâu lắm thôi, tới mức độ mình cảm thấy đủ để mình đi vô pháp hành. Rồi trước khi vô pháp hành mình phải nghiên cứu về pháp hành, mình nghiên cứu về cái pháp hành giống như thiền quán là gì, thiền định là gì. Mình nắm được cái căn bản của nó, nắm được cái cốt lõi của nó, thì khi mình biết rồi đó, bắt đầu mình bỏ hết, mình để qua bên hết, mình đi vô hành, hành trở lên trở thể trở lại zero lại, trở lại đơn giản, rất là đơn giản, rất là càng đơn giản thì mình càng thấy vấn đề, càng đơn giản mình càng càng thấy vấn đề. Những cái nó hay cái chỗ đó, bởi vì khi mình đã có vốn nữa, giống như mà quý vị học như vậy, thí dụ quý vị bên Mỹ mình học tiếng Anh, mình học căn bản mình có được không, thì học thời gian mình vững thì mình bỏ hết, đâu cần phải nhớ gì đâu. Nhưng mà khi ra gặp Mỹ nói chuyện cái bây giờ nói cái mình biết liền à, đúng không quý vị? Mình đâu cần phải lục sách lục kiếm trong đầu, mà nó nói vậy tự động cái automatic cái tâm mình nó biết không,
đó là cái vấn đề ngộ cái đó. Thì học pháp về mình học hết danh pháp sắc pháp rồi căn cảnh nhân sự rồi này kia, học tất cả những pháp dẫn ra rồi kia mình vô thành. À, mình vô mình hành đi tới đi lui ngồi thở vô thở ra, bắt đầu pháp nó phát sanh tùm lum tùm la, khi nó phát sanh vậy là tự động mình biết à, cái tâm mình nó hay lắm, cái tâm mình công nhận với mình đừng có sợ là này. Còn có nhiều người sợ là học pháp rồi xong cái vô hành thì nó nhớ pháp nó nhớ pháp không thôi, nó nhớ thì chuyện đó. Bây giờ mình không nhớ pháp thì nó cũng nhớ tầm bậy à, pháp không nhớ pháp, không phân tích pháp, lúc đó thì kệ nó phân tích nó muốn gì thì kệ nó. Nó không nhớ pháp, nó nhớ gái còn chết nữa, hoặc là nhớ ông nào đó còn chết nữa. Đang ngồi nhớ tới ông nào thôi rồi xong luôn. Pháp không nhớ, nhớ pháp chứ nhớ ông nào lợi hơn. Mà nhớ pháp hơn, ngồi nhớ pháp, niệm pháp thì ngồi tốt hơn, ngồi nghĩ bậy, nghĩ tùm lum là nhớ thiên chủ, đúng là nhớ thiên chủ sắc cá. Mình phải nên biết cái nào có lợi, cái nào có hại, bởi vì mình là phàm phu mà cái tâm mình nó suy nghĩ tùm lum, mà tâm mình nó chạy dữ lắm, nghĩ này nghĩ kia, nó nhớ này nhớ kia đủ thứ. Tại nên khi mình vô thiền nó nhớ là cái chuyện người ta nói là nó không nhớ mà là chuyện lạ đó. Tức là cái tâm mình nó không có phiền não nữa mà là chuyện lạ đó. Khi mình ngồi thiền tâm mình không có phiền não thì mình mới nên xét lại mình là thuộc ngồi người gì đây, là người cõi nào đó. Mày có vô tưởng, nó không có suy nghĩ gì, mày có vô tưởng. Thật ra mình đừng có sợ, nó phiền não bị chạy đó. Đó là cái chuyện đương nhiên, không có chạy đâu. 14 tâm sở bất thiện là đầy đủ, không thiếu nào đó. Lúc nào đủ duyên nó sanh lên, đủ duyên nó sanh lên. Tìm những cái pháp tùy nguyên này, những cái pháp ngũ ngầm nó đầy vậy. Lúc mình hành thiền là cái cơ hội nó bộc phát lên rất là nhiều. Mà chính vì nó bộc phát ra mình mới thấy, mình thấy pháp. Tôi có một cái bí mật mà nói cho quý vị nghe, có ai cũng có là có những lúc học pháp học lâu lắm, khó hiểu lắm, mà khi mình tìm hiểu khám phá ra được đó, nó đã đang lạc đã lắm không, nhưng mà sau đó nó đi kèm theo một cái loạt tâm thức kinh khủng vậy. Quý vị biết lại gì không? Đâu ai biết này. Hay biết là gì? Trật, ngã mạng trật. Trật luôn. Này, đọc mà lúc đó chúng tôi thấy dễ sợ là mình chứng ngộ được, mà mình chứng ngộ được pháp thực tính lúc đó. À, không phải luôn. Biết là gì không? Bỏng sẻn pháp sanh khởi cái gì? Ghê gớm không? Cái tâm bỏng sẻn nó sanh khởi liền. À, tức là mình công trình, mình tự nhiên cái tâm mình nó nghĩ, mình tìm được lâu quá, mình tìm được pháp, bây giờ chia sẻ cho này kia uổng. Tâm bổn sáng pháp nó sanh khởi, khi mà tâm bổn sáng pháp nó sanh khởi thì tôi thấy được cái đó, chúng tôi cảm nhận được cái trạng thái đó liền. Ồ, thấy cái tướng trạng nó sanh khởi, mình giật mình. Trời ơi, cái tâm mình nó ghê, nó không có từ ngữ, nó không có ngôn ngữ vậy, mà nó khởi lên một cái cảm giác là bổn sáng keo kiệt pháp đó. Bởi vì mình giật mình nhớ lại trong pháp thì có cái gọi là bổn sẻn pháp khủng khiếp, thì thấy cái tâm mình ghê không? À, thì là chúng ta phải khởi tăng ý liền, chết cha không được. À, mình thấy là bổn sẻn pháp không được rồi, này là nguy hiểm, này là nhân đưa quả khổ rất là nguy hiểm. Mà khởi tăng ý liền, đem pháp đi giảng liền, đem pháp đi nói cho nghề kia để cho mình xóa được cái tư tưởng là bổn sẻn pháp liền. À, để mình tạo dựng cái phước báo cho mình liền á. Nhưng thôi là để cái tâm trong đầu rất là nguy hiểm. À, mà như vậy thấy không, mà pháp mà nó còn vậy đừng nói chuyện tới tài sản của cải. À, cái tâm nó khởi lên mà luôn cảm giác suy nghĩ là mình cũng thấy đã lắm, cái gì nghĩ là mình thấy cái pháp thực tính nó sanh lúc đó, pháp thực tính nó sanh bất ngờ, nó sanh nó sanh ngoài ý muốn mình đó. Mà chính vì cái ngoài ý muốn đó mình mới thấy, à chính vì cái mà nó bộc phát ngoài ý muốn đó, mình mới thấy được cái cảm giác cái kia là mình học mình pháp mình nó có cái tướng trạng, nó cái trạng thái của cái tâm sở nó sanh khởi vậy đó. À, thì cái nó khởi lên cái trạng thái đó, mình có cảm nhận được cái trạng thái nó liền bắt liền ngay lúc đó, mình thấy nó lạ, nó có độc đáo, vậy không có từ ngữ diễn tả được. À, lúc đó mình thấy được, mình giật mình thấy được, giống như là mình kiểu mình nói nếu mà lúc đó có Đức Phật chắc đắc đạo rồi.
À, nếu mà lúc đó có Đức Phật điểm vô pháp rồi hay là mình khỏe rồi à, chứ thôi giờ này là thôi ngồi đây tức quá trời hoài tôi mình hoài ngu hoài đúng rồi. Học dạy thiền cũng là bổn sản thiền, đâu có thiền mình không biết không dám chứ không phải bổn sản, thì mình không có chuyên nghiệp nào chuyên nói chuyên nào không biết nó không biết nó bậy bạ chết à. Cái bạn này xuống dưới Diêm Vương nó dạt cái mỏ xuống Diêm Vương nó dạt cái mỏ nhọn mà ông nè mỏ nhọn nhọn xuống dưới nó dạt bởi vì mà thấy nhiều cái tâm mình ghê, tâm mình nó ma quỷ ghê à, mình thấy được cái giải sợ pháp mà cũng còn muốn giấu muốn giếm, tại vì nó thấy cái giá trị đó cái gì, cái tâm mình nó biết được cái giá trị pháp cao thâm sâu diệu á, chứ mình đột nhiên mình khám phá được thì nó đi kèm theo cái dạng cái lạc lộ tư tưởng bất thiện sân khởi liền à, dễ sợ đó, quá là khủng khiếp luôn. Này kia nói cho vị bật mí cho vị nghe những cái đó là bởi vì nói pháp mà mình phải nói hết, nói như nào hết pháp thôi, nói như đã ai thâu được nhiều thâu, còn cái nào mình không biết thôi không dám nói à, đó là vấn đề chúng ta thấy à, cái con người phàm phu mình nó nhiều cái kinh hoàng lắm à, nhưng mà hơn cái hay cái chỗ là mình có hơn được cái người mà không biết pháp là chỗ đó là mình thấy được à, mình thấy được cái vấn đề cần phải cái nào mình cần phải loại bỏ mình loại bỏ, cái nào cần phải tu tập mình tu tập, mình được hơn được như cái đó là như vậy. Rồi một cái tài giá rồi gửi mic lại cho gì đó thiền sư Nguyên Như, mời mời thiền sư. Trời, nghe ghê quá thầy. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Trời ơi, hồi nãy mình bắt đầu lớp lúc 12 giờ rưỡi mà bây giờ là 3 tiếng 15 phút rồi, sa thú cả nhà. Quá dữ luôn. À, dạ thưa thầy, là tụi con á, là ham học quá thành ra mới ra vậy đó thầy. Thành ra như vậy là lớp đồng ý thống nhất với nhau là như vậy, mỗi tháng là mình sẽ mình có thể là không có nhất định ngày nào nha quý vị, thì mình cứ thống nhất với nhau, mình có thể lên mình nói ở trên Zoom có gì thì báo trước cho thầy Kinh biết à, rồi mình sẽ sắp xếp một tháng một ngày thì làm như vậy. Thì quý vị cứ về mà mình tự sách tấn cái bản thân mình, có thể thiền thì mình có thể có cái gì thì lên mình trình lên với lớp, thì cái nhóm mình là cũng là thiền không, thành ra không có phải gì gọi là khoe pháp cao nhân hay gì hết đó, mình chỉ học, thành ra quý vị đừng có nghĩ vậy nha. Nhiều khi là mình cứ nghĩ mình sợ này sợ kia đó, rồi cuối cùng mình học không có được. Thành ra hôm nay anh nói hôm nay xong rồi là sao? anh xong rồi đó. thành ra Nguyên Như xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thầy Kinh Milanda đã làm cho lớp có những cái hiểu biết sâu xa hơn về thiền, và Nguyên Như cũng thay mặt đạo tràng kính tri ân sư huynh Chánh Tâm có cái gì cũng lôi ra để cho tụi em học theo huynh. Dạ, lúc nào cũng hết lòng chỉ dạy cho mấy đứa nhỏ. Dạ, con xin một lần nữa tri ân cả hai vị trong ngày hôm nay. Dạ, bây giờ có thể con có xin kính thỉnh sư Nguyên Thông có thể chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay sư. Con xin chân bích lại cho sư Nguyên Thông ạ. À. Bhavatu sabba mangalang ratkhang tu sabba devata sabba buddha anupave na sada sauti favang tu te. Bhavatu sabba mangalang ratkhang tu sabba devata sabba dhamma anupave na sada sauti favang tu te. Bhavatu sabba mangalang ratkhang tu sabba devata sabba sangha anupave na sada sauti. Và bằng tu tê, tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng. Các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu sa thu sa thu
Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Dạ, Nguyên Như xin kính mời chư vị Phật tử cùng với Nguyên Như hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề hoa ta sanh ti vi ha ra hoa si ni thu bê kha rê bồ thi kha rê ta hình ta hình ta tham ma đa nê na pha văn tu bu chi ta so thân ca ron tê tha vi ha ra măng đa lê thế ra cha mắm cha na hoa ca cha phình kha vô sa ra mi ca đa u pa ti u pa sa ca Gamma cha de sa ni gamma cha ia sa ra sam ba na phu ta su khi ta pha văn tu tê cha la bu cha ye bi cha an da sam pha hoa sam se da cha ta tha vô ba pa ti ca ni ya ni căng tham ma hoa răng pa tình cha tê sam bê bi đúng kha sa ca ron tu sang kha yang tha tu chi răng sát tăng thầm mô thầm mắn tha ra cha phùng ga la sang khô hô tu sa mắc gô qua anh tha ya cha hi ta ya cha âm hề răng kha tu sanh thầm mô sam bê bi thầm ma cha ri no vô tình sam ba bù này ya ma thầm ma ri yam ba quê đi tê y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta dù y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta dù y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoan tu nha ta dù ý đằng quá tá mê buồn nhằn à sa quá khá già quá hằng hồ tu quá nà gá tề cà lề do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đà qua vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Và con xin mời chư vị Phật tử trở lại Rung Như Kỳ Viên vào ngày thứ hai và chúng ta sẽ được học về ngạ quỷ sự với sư Pháp Thanh. Và Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.